Chương 885. Lớp trưởng Trần đứng ở một bên nghe họ nói thì chẳng thể nào xen mồm vào được, vừa rồi anh ta rất muốn nói cho những người này biết rằng Nhiếp Nhiên đang ở ngay trong lớp cấp dưỡng làm lính hậu cần. Mà sau khi nghe mấy người này nói chuyện, anh ta lại cảm thấy không chắc lắm. Bởi vì nghe bọn họ nói thì có thể thấy hình như Nhiếp Nhiên kia là một người cực kỳ tài giỏi, không hề giống Nhiếp Nhiên trong lớp bọn họ chút nào. Đúng lúc anh ta còn đang trần trừ thì trong nhà ăn vẫn vang lên những tiếng gọi không ngừng, khiến cho Lâm Hoài nhíu mày. Đang định đứng lên ngăn cản thì một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo và lạnh lùng vang lên. "Tìm tôi làm gì?" Ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía giọng nói. Quả nhiên là Nhiếp Nhiên. Sau khi mọi người nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nhà ăn thì ngoài kinh ngạc ra vẫn chỉ là kinh ngạc. Nhưng mấy người của lớp 6 thì lại tràn ngập vui sướng. "Chị Nhiên, Tiểu Nhiên từ mấy người kia vui vẻ chạy về phía nhiếp nhiên cổ lâm xông lên đầu tiên nhiếp nhiên mắt cổ lâm đỏ hoe giọng cũng nghẹn ngào nhưng cổ lâm vừa tiến lên thì đã khựng lại kinh hãi hỏi trời ạ à, đầu cậu làm sao thế nhiếp nhiên sờ lên đầu mới nhớ ra vừa rồi khi làm việc cô thấy hơi nóng nên đã cởi mũ ra để lộ băng gạc màu trắng nổi bật trên mái tóc ngắn ra ngoài cổ lâm vừa nói xong mấy người đang đắm chìm trong vui vẻ lập tức thay đổi sắc mặt bọn họ nhanh chóng đi tới. Tiểu Nhiên Tử, cô bị thương sao? Sao lại bị thương thế này? Nghiêm Hoài Vũ kéo đầu cô cúi xuống, nhìn thấy trên trán cô là một lớp băng vải thật dày. Vệt máu đỏ mơ hồ lộ ra làm Nghiêm Hoài Vũ nhất thời nổi giận, anh ta quay đầu hét lên với Uông Tư Minh, "Uông Tư Minh, sao cậu không nói cho bọn tôi biết chuyện Nhiếp Nhiên bị thương hả?" Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Uông Tư Minh, ánh mắt rõ ràng đang nói anh đúng là đồ lắm mồm uông tư minh cũng thực bất đắc dĩ không thể trách tôi được sĩ quan huấn luyện an đẩy tôi ra làm lá chắn ngày nào bọn họ cũng chạy tới ký túc của tôi làm ầm ý lên tôi cũng thực sự hết cách nhiếp nhiên nhìn thấy gương mặt cười cợt của an viễn đạo cũng biết chắc chắn uông tư minh đã bị đám người nghiêm hoài vũ dồn vào đường cùng rồi sao người kia chẳng có tí dáng vẻ sĩ quan huấn luyện gì thế nhiếp nhiên bình thản đội mũ lên che khuất băng vải thờ ơ đáp tôi thường xuyên bị thương mà có gì đáng kinh ngạc đâu chứ chương 886. Mấy người của lớp 6 nghe vậy thì thấy cũng đúng. Từ lúc nhiếp nhiên vào đội dự bị thì luôn không ngừng bị thương hết nặng tới nhẹ, thời điểm nghiêm trọng còn phải vào phòng y tế. Hiện tại chỉ phải quấn có mấy vòng băng, đúng là không tính là gì. Nhưng mà sao chị nhiên đi mà chẳng nói với bọn em một tiếng? Chị có biết bọn em tìm chị sắp điên rồi không? Hà Giai Ngọc cảm thấy chuyện bị thương có thể nhẹ nhàng cho qua. Nhưng chuyện yên lặng rời đi thì không thể nào cho qua được đúng thế nhiếp nhiên cậu đi mà chẳng nói một câu nào tôi còn tưởng cậu gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng chứ cổ lâm nói tới đây thì mắt lại bắt đầu phiếm đỏ ngày đó khi bọn họ quay trở về tới phòng thì phát hiện ra giường của nhiếp nhiên đã trống không tủ quần áo cũng trống trơn chìa khóa ký túc xá được để ở trên bàn mấy cô gái lập tức ngẩn ra tại chỗ họ còn tưởng vết thương của nhiếp nhiên xảy ra biến chứng nên phải tới bệnh viện sợ tới mức không dám nghỉ ngơi gì trực tiếp gọi mấy người nghiêm hoài vũ chạy tới văn phòng của sĩ quan huấn luyện bọn họ không ngờ rằng đến quý chính hồ cũng chẳng biết gì anh ta vẫn tưởng nhiếp nhiên đang nghỉ ngơi ở phòng điều này làm cho cả bọn cuống lên sau đó thì toàn bộ đội ngũ đội dự bị đều biết tin nhiếp nhiên rời đi cũng may, sau đó bọn họ đào được tin tình báo từ Uông Tư Minh, biết Nhiếp Nhiên không sao, chỉ bị cấp trên điều đi thì mới thoáng yên tâm hơn. Từ lo lắng sợ hãi biến thành phát điên. Đương nhiên cả đám đều thề sẽ tới quân khu 2 lột sống ra Nhiếp Nhiên mới được. An Viễn đạo xấu xa liền nhân cơ hội đó hứa với họ, nếu họ huấn luyện xuất sắc thì sẽ dẫn họ tới quân khu 2 tìm Nhiếp Nhiên. Vì thế cả bọn liền huấn luyện như không cần mạng sống. Rốt cuộc cũng kịp tới chuyến này lần này vì để được đi gặp cô mà chúng tôi bị an viễn đạo tra tấn đến suýt không còn ra dạng người nữa cô phải bồi thường cho chúng tôi mới được kiều di cười đòi khen ngợi nhiếp nhiên nhìn anh ta thì thấy đúng là gầy hơn hẳn nhưng tinh khí thần lại tăng thêm không ít an viễn đạo quả thực đã lợi dụng cô để tra tấn bọn họ một trận rồi còn chẳng phải sao bọn em suýt chút nữa chết luôn ở đội dự bị đấy chị sẽ chẳng gặp lại được nữa đâu hà dây ngọc hơi nghẹn ngào Nghiêm Hoài Vũ nhớ tới chuyện mình phải chịu tội ở lớp 1 thì không nhịn được chừng mắt lườm An Viễn Đạo, tôi cũng nói rồi, cũng vì cô thôi, chứ nếu An Viễn Đạo dám đùa giỡn với chúng tôi, tôi sẽ đánh nhau với thầy ấy ngay. Nhiếp nhiên không do dự bổ cho một đau, tôi có thể nhìn thấy trước là anh sẽ thất bại thôi. Nghiêm Hoài Vũ đăng ký thế vạn trượng lập tức yếu siêu. V K E B T R U I E N O N L I N E C O M Đúng thế, tôi là sĩ quan huấn luyện, cậu ta là lính. Sao cậu ta thắng được tôi chứ? Ăn Viễn Đạo cũng đi tới. Từ sau lần đưa Nhiếp Nhiên về nhà và ăn bữa sáng cô mua cho An Viễn Đạo, không còn cảm thấy ghét cô gái này nữa mà còn thấy khá vừa mắt với cô. Đám người của lớp một chưa chắc đã có thể cứt đoán tay không cài mìn giết cướp biển như cô. Nhiếp Nhiên đã lâu không gặp, nhưng mà sao nhìn cô ăn mặc quái dị thế, không giống binh lính đang huấn luyện chút nào cả. An viễn đạo vừa nhìn đã biết quần áo nhiếp nhiên mặc là của lớp cấp dưỡng. Anh ta rất ngạc nhiên. Trường 887 Nghe An Viễn Đạo nói, đám người kia đều đưa mắt nhìn quần áo trên người cô, nghiêm hoài vũ lập tức nhíu mày, đúng thế, sao cô lại mặc cái tập dề đen xì xì thế hả? Kiều Duy cũng ngăn mày hỏi, hình như đây là trang phục của nhà bếp đúng lúc mọi người còn đang không hiểu ra sao thì lớp phó vương ở sau bếp đột nhiên đứng ở ngoài cửa nhà ăn gọi to một câu với nhiếp nhiên nhiếp nhiên nhanh tay lên rồi ra sau bếp hỗ trợ nào bởi vì đội dự bị tới rất đột ngột nên lớp cấp dưỡng cũng bị bất ngờ đồ ăn đều phải làm mới từ đầu lớp phó vương đã sớm làm việc đến mức choáng váng đầu óc cho nên không để ý tới tình hình ngoài cửa cứ thế gọi nhiếp nhiên nghiêm hoài vũ vừa nghe liền kinh ngạc nhìn cô hỗ trợ vì sao cô lại tới phòng bếp hỗ trợ quân khu hay còn có việc binh sĩ thay phiên nhau vào bếp à kiều duy nửa cười nửa không nhìn cô nhưng mắt thì lại nheo lại không phải thay phiên làm tôi là lính cấp dưỡng nhiếp nhiên bình thản đáp lời nhưng chính câu trả lời bình thản ấy lại chẳng khác nào bom nổ bên tai nhóm người kia khiến bọn họ hồn bay phách lạc cái gì cô cô ở lớp cấp dưỡng á à? điên rồi chắc từ lúc nam binh kia gọi nhiếp nhiên đi hỗ trợ thì nghiêm hoài vũ đã hơi nghi nghi rồi nhưng cũng không dám chắc chắn không ngờ lại là thật giờ nghe cô nói như thế anh ta nhảy dựng lên chị nhiên à hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu hiển nhiên hà giai ngọc không tin đây là thật thì sảnh thì tỏ vẻ không dám tin nhíu chặt mày sao cậu có thể tới lớp cấp dưỡng chứ chuyện gì xảy ra vậy nhưng nhiếp nhiên không giải thích gì chỉ sửa sang lại mũ thoáng gật đầu chào bọn họ tôi phải đi làm việc đây không nói chuyện với các cậu nữa chị nhiên tiểu nhiên từ mấy người nhìn theo nhiếp nhiên đi vào trong bếp Hà Giai Ngọc bị việc này khiến cho đờ đẫn, tôi không nằm mơ đấy chứ. Đúng lúc cô ta đang khiếp sợ hoang mang thì trên cánh tay bị véo một cú áo. Một tiếng hét đau đớn vang lên làm cho đám lính trong nhà ăn kinh hãi đánh rơi cả đũa. Con mẹ anh bị điên à nghiêm hoài vũ, sao lại cấu tôi? Hà Giai Ngọc ôm cánh tay bị véo đau của mình, hai mắt bốc lửa nhìn hung thủ bên cạnh. Chứng minh có phải nằm mơ hay không thôi mà. Nghiêm hoài vũ cũng ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng nhiếp nhiên. Cô ta nén sự tức giận, vọt vào trong bếp kéo nhiếp nhiên đi, chị nhiên, chị đi theo bọn em đi. Nhiếp nhiên bị cô ta kéo ra, cho đến tận khi ra đến cửa rồi, cô mới giật tay ra khỏi tay Hà Giai Ngọc. Cô định làm gì? Em muốn đi hỏi tiểu đoàn trưởng, sao lại đưa chị tới quân khu 2, còn bắt chị làm việc vặt này nữa? Làm việc vặt chẳng phải rất tốt sao? Nhiếp nhiên tùy tiện lau tay dính đầy nước vào tạp dề trước ngực. Có lẽ chính cô không cảm thấy hành động này của cô rơi vào mắt đám người kia chẳng khác nào dáng vẻ của một bà nội trợ già cả. Trường 888 Rất tốt, chị không bị sốt đấy chứ. Hà Giai Ngọc chỉ lý kêu ở bên cạnh rồi hô to với nhiếp nhiên, chị có biết chị kêu tháng sau sẽ vào lớp một không? Theo lý thuyết thì chị cũng phải vào đó nhưng bây giờ chẳng những chị không vào lớp 1 mà còn bị phái đến chỗ này làm việc vặt, điều này không công bằng. Những người xung quanh nghe được lời này đều hít vào một hơi, có người còn bị dọa đến suýt rơi cả đũa. Nhiếp Nhiên đáng nhẽ phải vào lớp 1, cái này cái này cái này bọn họ không nghe nhầm đấy chứ. Lớp 1 của đội dự bị thì gần như là quân đội đặc chủng tương lai rồi, nếu Nhiếp Nhiên đã có thể tiến vào chỗ như vậy, tại sao lại không dám cầm súng? Cả đám người đó đều cảm thấy trí thông minh của mình không có tác dụng. Đúng vậy, Nghiêm Hoài Vũ cũng phụ họa theo, sau đó dường như nghĩ ngay đến cái gì đó nên quay đầu hỏi An Viễn Đạo, "An Viễn Đạo, có phải do thầy không, có phải là thầy lại nhúng tay vào không hả?" "Đây là quân khu 2, tôi không quản được." An Viễn Đạo tỏ vẻ mình vô tội. Ai mà biết được trước đây đâu phải thầy chưa từng làm chuyện giống như thế này. Lần này thực sự không phải do tôi, tôi còn muốn kéo cô ấy vào lớp một cơ vậy mà cô ấy đã chạy rồi an viễn đạo nghĩ đến chuyện này là lại khó chịu anh ta bực tức nói với nhiếp nhiên tôi nói cô cũng thật là tôi cứ tưởng cô rời khỏi đội dự bị là để đi làm việc lớn ở đâu chứ vậy mà lại đến đây rồi bỏ ra làm việc vặt trong đội dự bị cũng có lớp cấp dưỡng mà tại sao cô không đến đó mà làm nhiếp nhiên cười không phải trong đội dự bị có ngài sĩ quan huấn luyện đây à tôi sợ anh giở trò xấu nên chạy xa một chút cho an toàn có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy làm việc vặt ở lớp cấp dưỡng quân khu 2 rất tốt. Nhiếp nhiên thản nhiên mỉm cười nhìn Lý Kiêu từ đầu đến giờ vẫn chưa hề nói gì, đúng rồi, chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng đặt thành nguyện vọng. Thôi được rồi, tôi còn đang bận việc, không nói chuyện với mấy người nữa. Nhiếp nhiên nói xong thì đi luôn vào trong bếp. Nhiêm hoài vũ nhìn dáng vẻ hời hợt của nhiếp nhiên thì vô thức muốn đi theo, vậy mà lại bị an viễn đạo kéo lại. Mọi người ở đây nói chuyện cũng đủ lâu rồi, tranh thủ tìm một chỗ ăn cơm đi. Ăn viễn đạo ra lệnh. Trường 889 Lúc này cả ba lớp của đội dự bị mới ngồi xuống ăn. Nhà ăn lại quay trở lại bầu không khí yên tĩnh. Lúc này tên Nam Binh bị nhiếp thành thắng phái đi khiêu khích nhiếp nhiên đã tiến đến bên cạnh bàn của mấy người nghiêm hoài vũ, anh ta hạ giọng hỏi thăm, mọi người rất thân với nhiếp nhiên à? tất nhiên, chúng tôi ở cùng một lớp đấy. Kiều Duy hạ đũa xuống hỏi, tôi nghĩ rằng anh đến đây để nói cho chúng tôi biết lý do cô ấy vào lớp cấp dưỡng chứ. Tên nam binh kia cười tà rồi gật nhẹ đầu, bởi vì nhiếp nhiên không thể cầm súng. Anh nói cái gì? Nghiêm Hoài Vũ là người đầu tiên giật mình đứng bật đậy. Tên nam binh kia cho là bọn họ chưa hiểu rõ ý mình nên cố ý nhấn mạnh một lần nữa, cô ta không thể cầm súng. Cho nên mới bị sư đoàn trưởng phái đến lớp cấp dưỡng làm việc vặt. Không thể nào, Hà Giai Ngọc vô thức phản bác. Không thể cầm súng, sao có thể như vậy được? Lúc này, Lý Kiêu bỗng nhiên đứng phát dậy. Tốc độ của cô rất nhanh, nhanh đến mức làm người khác hoa cả mắt cô lạnh lùng đi tới trước mặt nhiếp nhiên. Vì tôi, nhiếp nhiên không hiểu phải hỏi lại cái gì. Lý Kiêu giữ chặt vai nhiếp nhiên, trong đôi mắt lạnh lùng đó giờ lại hiện lên vẻ bối rối. Có phải là là do bà vai vị tổn thương nên cậu không thể cầm súng? Nhiếp nhiên giật mình hiểu ra, cô đoán chắc lý kêu hiểu lầm là vai cô bị thương do cái lần cứu cô ấy ở trên hải đảo. Nguồn, chấm com không phải, là cô ta không dám cầm súng. Cứ nhìn thấy súng là sợ. Tên nam binh kia thấy nhiếp nhiên không trả lời thì trả lời hộ luôn. Câu nói này đã châm ngòi tính khí nóng nảy của Hà Giai Ngọc. Cô ta đột nhiên vượt qua bàn ăn và nhấc cổ áo tên nam binh kia lên, rồi đè anh ta xuống bàn, sợ cái mẹ anh, chị nhiên sao có thể sợ súng chị ấy là tay súng thần đó biết không? Lúc trước chị ấy chỉ cần một khẩu súng là đánh tan bọn. Chữ cướp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lý Kiêu đã quăng một ánh mắt sắc như dao đến, Hà Giai Ngọc. Hà Giai Ngọc cũng tự biết mình lỡ lời, sau khi ngẩn người thì lại hung dữ nói. Anh mà còn nói lung tung, có tin là tôi sẽ đánh chết anh không? Tôi không nói lung tung. Toàn bộ quân khu 2 đều biết, hơn nữa chúng tôi cũng thấy cô ta không dám nổ súng, cuối cùng còn bị sư đoàn trưởng tát một cái. Cô nhìn vết thương trên trán cô ta kia, chính là bị thương do đập vào tường lúc đó. Nam binh kia bực bội hét to đến mức toàn bộ phòng ăn đều nghe thấy. Cả ba lớp của đội dự bị đều kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên. Chương 890. Ánh mắt dò xét này khiến Nhiếp Nhiên rất khó chịu. Đám người này hết lần này đến lần khác xây dưa với cô giữa ban ngày ban mặt, khiến cô mất hết cả kiên nhẫn nhiếp nhiên gạt bàn tay của lý kiêu đang đặt lên vai mình ra giọng nói của cô không còn vẻ ôn hòa nữa đây là nhà ăn nếu mấy người không muốn ăn thì hãy ra ngoài đừng cản trở người khác ăn cơm nhiếp nhiên nói với an viễn đạo với vẻ lạnh nhạt nếu không quản lý được binh lính của mình sau khi về anh hãy từ chức đi mấy người khác nghe xong câu này mà suýt nữa nghẹn nhiếp nhiên này đúng là to gan lớn mật dám ăn nói như vậy với sĩ quan huấn luyện của đội dự bị Mấy người đứng xem thấy sắc mặt An Viễn Đạo nghiêm nghị thì đổ mồ hôi thay cho Nhiếp Nhiên. Nhưng không ngờ sắc mặt của An Viễn Đạo bỗng thả lỏng, sau đó nói với đội dự bị, có nghe thấy không? Nếu không quản được mấy cô cậu thì tôi sẽ phải cuốn xéo đấy. Cho nên mọi người tự đi mà quản lý bản thân. Nửa phút sau ăn xong tập hợp, nếu không ăn hết phải phạt chạy 20 vòng. Phụt, cái gì? Ăn hết tất cả. Đội dự bị nhìn thoáng qua đống đồ ăn vẫn còn đầy ắp của mình, lần này ánh mắt họ nhìn nhiếp nhiên đã thay đổi. Đặc biệt là chương nhất ngải của lớp 1. Lúc đầu cô ta tưởng là nhiếp nhiên đã đi thì thế giới sẽ trở nên yên tĩnh, vậy mà đến lớp cấp dưỡng rồi còn không yên phận, vẫn còn dày vò được cô ta. Vừa rồi Trương Nhất Ngải còn đang xem kịch vui và nghĩ nhiếp nhiên ác giả ác báo, nhưng giờ thái độ của cô ta lại biến thành phẫn nộ nhiếp nhiên nghe thấy mệnh lệnh đó của An Viễn Đạo thì hơi sững ra, rồi cô nhanh chóng hiểu ra anh ta đang gây thù chuốc oán cho mình. Cái gã An Viễn Đạo này. Nhiếp nhiên lạnh lùng hít mắt lại. Khoảng nửa phút sau đó, đội dự bị giống như dùng vòi rồng quét sạch toàn bộ bàn ăn, cho dù là nam binh hay nữ binh. Khi đứng lên trong miệng họ vẫn phình ra vì nhét đầy đồ ăn. Binh sĩ quân khu 2 đang ngồi bên cạnh đều trợn mắt há mồm giống như hóa đá nhìn đám người này. Việc chấp hành mệnh lệnh này thực sự khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Sau khi An Viễn Đạo ăn xong, anh ta điều chỉnh đổi ngũ rồi dẫn cả đám đi mất. Lúc An Viễn Đạo đi qua Nhiếp Nhiên, anh ta cười và nói, "Chờ cô vào lớp một tôi nhất định sẽ quản cô thật tốt." Nhiếp Nhiên bình thản ném cho anh ta hai chữ, "Mơ đi." An Viễn Đạo cười, "Tôi sẽ rửa mắt mà đợi." Nguonuybeteroynonliney.com Người của đội dự bị cứ thế rời đi, nhiếp nhiên thu dọn toàn bộ bàn ăn của bọn họ. Nhưng lúc này, ánh mắt của những người ở quân khu 2 khi nhìn về phía nhiếp nhiên đã hoàn toàn khác. Trời đất ơi! Một học viên xuất sắc từng sắp bước vào lớp 1 bây giờ lại vào lớp bếp núc ở quân khu 2 của bọn họ. Đầu óc sư đoàn trường có vấn đề à? chương 891 bữa cơm tối vẫn giống như buổi trưa đội dự bị đến rất đúng giờ sau khi số người ăn đã vơi bớt lớp phó vương đi tới bên cạnh nhiếp nhiên chỉ về phía cửa phòng ăn và nói nhiếp nhiên này hay là cô đi nghỉ đi dù sao mấy việc này cũng không nhiều chúng tôi có thể tự mình giải quyết được cô tranh thủ thời gian nói chuyện với họ đi tôi thấy bọn họ đứng đó đã rất lâu rồi nhiếp nhiên không biết nói gì nữa cô chỉ đành cười tạp dề rồi đi ra ngoài Mấy người nghiêm hoài vũ vừa thấy cô đi ra là lập tức súng lại vây quanh cô. Kiều Duy hỏi, cô không định giải thích chuyện trở thành lính trên lo bếp núc ở quân khu 2 sao? Nhiếp nhiên lạnh lùng trả lời, điều này có gì mà phải giải thích quân đội sắp xếp tôi đi chỗ nào thì tôi sẽ đi chỗ đó. Phương lượng hừ lạnh tôi làm giáo quan của em trong 3 tháng. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ ngoan ngoãn thế này. Em không ngoan ngoãn hả? Vậy thật xin lỗi nhiếp nhiên nói mà chẳng có chút thành ý nào rõ ràng là trả lời qua loa cho xong chuyện phương lượng không so đo thái độ của cô mà lại chất vấn tôi hỏi em tại sao đám người đó lại nói em không dám nổ súng sao em có thể không dám nổ súng chứ trong lần hành động cứu viện trên hải đảo anh ta đã thấy nhiếp nhiên nổ súng kỹ năng bắn súng của cô không hề kém anh ta nhưng nhiếp nhiên lại khẳng định chắc chắn đúng thế em không dám nổ súng đấy như vậy thì có làm sao Chẳng phải là chuyện rất bình thường à? Hà Giai Ngọc bị ngó lơ lúc này cũng nhảy ra, chị nói dối, đến cả cấp biển cô ta dừng lại một chút rồi cố ý hạ giọng hỏi, trên hòn đảo đó chị giết người còn ít à? Chính vì thế mà ngày nào cũng gặp ác mộng, buổi đêm không thể ngủ ngon, cuối cùng đành xin điều truyền. Nhếp nhiên nói thuận theo ý của Hà Giai Ngọc khiến cô ta tức đến mức dậm chân mà không thể phản bác cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu. Không thể nào. chương 892. Câu nói ỉu xìu đó không hề có sức thuyết phục, nhiếp nhiên vỗ vai an ủi, chấp nhận hiện thực đi. Nói xong, nhiếp nhiên nhẹ nhàng rời khỏi nhà ăn. Được rồi, hôm nay phí công đợi. Nghiêm hoài vũ bất đắc dĩ nói sau khi phục hồi tinh thần. Chưa chắc, Lý Kiêu Thoáng nhìn theo hướng nhiếp nhiên rời đi, sau đó đi vào phòng ăn. Sau khi Lý Kiêu tìm được lớp phó vương, thông qua anh ta bọn họ được biết là nhiếp nhiên thực sự không thể cầm súng, nguyên nhân vẫn chưa rõ. Vì thế mà sư đoàn trưởng quân khu 2 đã mời một bác sĩ tâm lý đến điều trị cho Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu nghe thấy có bác sĩ tâm lý bèn vội vàng chạy đến văn phòng của tổ y tế. Anh là bác sĩ tâm lý của Nhiếp Nhiên? Lý Kiêu vừa vào cửa thấy bác sĩ Tôn là hỏi ngay. Bác sĩ Tôn sững ra, anh ta hơi chần chừ một chút rồi hỏi lại, "Ờ, xem là như vậy đi. Mấy người là ai?" Lý Kiêu không trả lời mà hỏi tiếp, cô ấy không dám nổ súng vì tâm lý thực sự có vấn đề à? bác sĩ tôn nhìn thấy mấy người này đều có sắc mặt rất khó coi hơn nữa trong phòng y tế chỉ có một mình anh ta anh ta hơi do dự một chút rồi hỏi lại cô ấy nói như thế à lý kêu cao mày ánh mắt hơi trở nên lạnh lùng tôi đang hỏi anh tại sao anh lại hỏi ngược lại tôi cái này coi như vậy đi dù sao cũng chính cô ấy tự nhận tình trạng của mình là như vậy bác sĩ tôn trả lời khá chung chung chính cô ấy nói à trong tình huống nào nghiêm hoài vũ nghi ngờ hỏi lại Bác sĩ tôn cao mày, khó khăn trả lời, thì chính là chính là loại tình huống cô ấy tự nói thế. Quân y, anh đang chơi chúng tôi đấy à? Không khí đang trở nên rằng co thì bỗng nhiên Kiều Duy lại lên tiếng, cô ấy nói mình không có bệnh, là chính anh kiên quyết dán cái lý do hội chứng sau khi bị thương vào đầu cô ấy đúng không? Cảm xúc của bác sĩ tôn trở nên kích động, cái gì? Cô ta nói dối, tôi chưa hề nói như vậy. Từ cái ngày cô ta thôi miên ngược lại tôi, tôi còn chẳng dám nói chuyện với cô ta nữa. Tôi miên ngược lại, lông mày lý kêu nhíu lại khi nghe thấy được mấy từ quan trọng này. Bác sĩ Tôn phát hiện mình lỡ lời thì che miệng lại, trong lòng thầm chửi mình quá ngu. Nếu bọn họ nói chuyện này cho sư đoàn trưởng biết, chẳng phải là anh ta sẽ bị mất chỗ kiếm cơm sao? Bác sĩ Tôn liên tục lắc đầu, không, không phải tôi không biết, mấy người đừng tìm tôi nữa, tôi chẳng biết gì hết. Tiếp đó anh ta chạy như bay khỏi văn phòng. Tôi miên ngược lại, thật hay giả đấy, nhiếp nhiên còn có chiêu này cơ à? thì sảnh thực sự cảm thấy ngạc nhiên, còn có gì trên thế giới này mà nhiếp nhiên không biết không? Phương lượng gõ mặt bàn rồi nói một cách nghiêm túc, nhiếp nhiên thôi miên ngược lại người khác, chứng tỏ là cô ấy không muốn nói thật. Đúng vậy, Kiều Duy gật đầu tán đồng, nhất định có vấn đề. Về E, B, T, R, U, I, E, N, O, N, L, I, N, E, C, O, M. Uông Tư Minh bất ngờ lên tiếng, "Nếu muốn biết cô ấy bị bệnh thật hay giả, tôi có một biện pháp." Ánh mắt của cả đám đồng loạt hướng về phía anh ta. Chương 893. Uông Tư Minh nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì ngẩn người, sau đó nói tiếp, "Nhưng biện pháp này quá nguy hiểm." Nguy hiểm đến mức nào? Lý Kiêu phản ứng lại đầu tiên uông tư minh cau mày trầm ngâm một lúc nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu tôi cảm thấy mấy nữ binh các cô nên đi tâm sự cùng với nhiếp nhiên để xem có thể moi ra được gì không đã ti sảnh hơi mất kiên nhẫn đối với kiểu lề mà lề mề này của uông tư minh nếu chúng ta có thể moi được gì từ nhiếp nhiên vậy anh cảm thấy cô ấy vẫn còn là nhiếp nhiên à anh có biện pháp gì cứ nói thẳng đừng ấp à ấp ốm như thế được rồi, nhưng tôi nói trước kế hoạch này rất nguy hiểm, đặc biệt là lúc làm nhiệm vụ, có thể chúng ta sẽ bị đuổi khỏi đội dự bị. Đuổi khỏi đội dự bị? Chơi lớn như vậy sao? Bọn họ giật mình sừng sốt một lúc. Lý Kiêu là người có sắc mặt biến hóa lớn nhất trong số họ, lúc trước cô đã vì vấn đề của nhiếp nhiên mà phải vào cục cảnh sát. Điều đó dẫn đến việc sau này cô đã phải rất vất vả mới vào được đội dự bị, nếu giờ lại vì chuyện của nhiếp nhiên mà bị đuổi bạn đang đọc truyện tại web chuyên online. Com. chương 894. Lý Kiêu yên lặng một lúc, nhưng trong đầu lại tự nhiên nhớ lại những hình ảnh trên hòn đảo đó, từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt khiến lông mày cô cau chặt lại. Lý Kiêu bỗng đứng bật dậy khiến mấy người nghiêm hoài vũ bị dọa giật cả mình. Cô không thèm nhìn bọn họ quay đầu đi ra ngoài và chỉ ném ra một câu tôi đi nói chuyện với cậu ấy. Uông tư minh vội vàng nói với theo, nhớ đấy, lúc nói chuyện với nhiếp nhiên. Đừng để bản thân bị cô ấy điều khiển cảm xúc lý kiêu yên lặng gật đầu sau đó rời đi cô không muốn dùng giấc mộng của mình làm tiền đặt cược nhưng cũng không muốn từ bỏ như vậy cho nên chỉ có thể cố gắng đọ sức bằng lời nói với nhiếp nhiên lý kiêu nhanh chóng nảy ra suy nghĩ uống bia để tạo bầu không khí nói chuyện với nhiếp nhiên vì vậy cô chạy tới cửa sau của nhà bếp nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa không còn cách nào khác lý kiêu đành trèo cửa sổ vào trong sau khi kiếm được một lon bia cô trèo ra ngoài rồi chạy ngay đến ký túc xá của nhiếp nhiên khi nhiếp nhiên nhìn thấy lý kiêu lạnh lùng đứng trước cửa ký túc xá cô không nhịn được mà nhướng mày hỏi cậu đến đây làm gì lý kiêu không trả lời mà móc lon bia trong ngực ra và hỏi uống bia không trong lúc tác chiến mà uống bia rượu cậu không sợ nếu an viễn đạo biết sẽ đá cậu ra khỏi đội dự bị à nhiếp nhiên khẽ cười và dựa vào khung cửa nhìn lý kiêu học viên ưu tú của chúng ta càng lúc càng to gan đấy thấy sương mù bay lượt ở đây nên tôi bỗng nhớ đến lúc trên hải đảo nhiếp nhiên chỉ mỉm cười, hỏi cậu muốn dùng chuyện cũ để tác động tôi à? Cậu dễ bị tác động thế à? Nhiếp nhiên nhún vai, cậu thấy thế nào? Tôi có thể vào trong không? Lý kêu chỉ vào gian phòng của nhiếp nhiên. Nhiếp nhiên suy nghĩ rồi nghiêng người ra hiệu cô ấy tiến vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Tôi phải nói trước, chán tôi đang bị thương nên không thể uống bia, điều này là cậu dạy tôi đấy nhé. Đọc truyện tại web trên online. Còn Lý Kiêu khẽ nhếch miệng cười, cậu nhớ kỹ nhỉ. chương 895 tiếng súng vang lên trong căn cứ ba. Nhiếp nhiên nhàn nhã ngồi đối diện với Lý Kiêu, biết làm thế nào, tại đầu óc tôi quá thông minh. Ừ, tôi đồng ý với điều này. Lý Kiêu như vô tình lại như cố tính đồng ý với điều này khiến nhiếp nhiên hơi dừng lại. Cô dựa vào ghế, dùng một tay đỡ đầu rồi nói thẳng, nếu chỉ đơn giản là uống bia thì tôi hoan nghênh. Nhưng nếu là chuyện khác thì miễn bàn. Lý kêu mở lon bia uống một ngụm rồi nói tiếp chỉ cần lý do cậu không thể cầm súng không phải do tôi, cậu có trở lại hay không với tôi không quan trọng. Giống như cậu đã nói, tôi không hề nợ gì cậu. Ái chà, lấy lui làm tiến, chiêu này cao đấy. Chật 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 mới mấy tháng không gặp mà khả năng mồm mép đã khá hơn nhiều. Nhếp nhiên thản nhiên chế diễu, từ lúc nào mà cậu cũng sợ nợ ân tình thế. Không phải từ trước đến giờ cậu luôn coi đồng đội lớn hơn trời sao lý kiêu không nhịn được hỏi ngược lại vậy cậu là đồng đội sao ha ha nhanh như vậy mà đã không giữ được bình tĩnh nhiếp nhiên cười thầm trong lòng cô chỉ cố ý cho lý kiêu một mồi nhừ vậy mà cô ấy cắn câu nhiếp nhiên cười lắc đầu không phải lý kiêu khẽ giật mình không phải nhiếp nhiên nói không phải vậy những ngày bọn họ và cậu cùng trải qua nguy hiểm trên hòn đảo đó chẳng nhẽ chỉ là một giấc mộng thôi à giọng nói của lý kiêu hơi trầm xuống còn kèm theo một ít hơi lạnh dường như nhấp nhiên không hề nhìn thấy lý kiêu đang thay đổi cô gật đầu đúng vậy đó là một cơn ác mộng ác mộng bàn tay lý kiêu đang cầm lon bia dần siết chặt lại mặt cô lạnh dần đi chẳng lẽ không đúng sao suýt nữa phải chết rồi không phải ác mộng thì là mộng đẹp chắc nhấp nhiên không biết mình chạm phải vảy ngược nào của lý kiêu mà khiến cô ấy tức giận như vậy nhưng đúng là cô không hề nói sai đó thực sự là một cơn ác mộng nếu không có đám địa lôi đó, chắc mấy người bọn họ đã bị đám cấp biển chặt hết chân tay ném cho cá mập ăn rồi. Lòn bia trong tay Lý kêu đã hơi biến dạng, nhưng cô vẫn trầm giọng tiếp tục hỏi, chiến dịch trên hòn đảo là một cơn ác mộng, vậy mấy người nghiêm hoài vũ thì sao, bọn họ là cái gì? Là cái gì? Bạn bè, không phải cô không có bạn. Đồng đội, không phải từ trước đến giờ cô không tin vào thứ này. Người lạ, cũng không phải cô biết tên bọn họ nhiếp nhiên nghĩ một lúc lâu rồi cho một đáp án chính xác nhất người lạ có biết tên đáp án này của nhiếp nhiên lại làm cho ánh mắt lý kiêu trở nên lạnh lẽo cô bóp méo cả lon bia trong tay người lạ nhưng chính đám người được gọi là người lạ đó đã cùng sống cùng chết với cậu trên hòn đảo đấy lý kiêu lạnh lùng nhắc nhở với sắc mặt âm trầm chỉ là do mọi người cùng muốn sống sót nên đều có chung một mục tiêu mà thôi nhiếp nhiên hơi khinh thường với câu cùng sống cùng chết Lần này, Lý Kiêu thực sự bị chọc tức. Lý Kiêu nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào đôi mắt của Nhiếp Nhiên, giống như muốn nhìn xuyên thấu cô. Chương 896 tiếng súng vang lên trong căn cứ 4. Không được để Nhiếp Nhiên điều khiển cảm xúc, câu nói của Uông Tư Minh lóe lên khiến Lý Kiêu giật mình. Hóa ra Nhiếp Nhiên cố ý, cô ấy đang ép mình tức giận bỏ đi gạch lý kiêu để lon bia lên bàn cô dùng lực vừa phải nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh này nghe lại có vẻ đột ngột đuôi lông mày của nhiếp nhiên hơi nhếch lên nụ cười bên miệng cô càng lộ rõ hơn thú vị rõ ràng đã tức giận đến cực điểm tại sao lại đột nhiên nhịn xuống một lúc lâu sau hơi lạnh trong mắt lý kiêu mới từ từ tan biến cô lên tiếng người khác đều bảo tôi lạnh lùng nhưng nói đúng ra cậu còn lạnh lùng hơn tôi cũng tịch tình hơn tôi có thể được cậu khích lệ đúng là vinh hạnh của tôi nhiếp nhiên cười, không hề có cảm giác thất vọng khi kế hoạch thất bại. Ván đầu tiên, hòa nhau. Bây giờ bắt đầu ván thứ hai. Sau khi Lý Kiêu hơi bình tĩnh lại, cô tiếp tục nói, nếu cậu đã không thích quân đội, vậy tại sao lúc trước lại vào quân đội? Vậy còn cậu thì sao? Dường như quan hệ giữa cậu và Phùng Anh Anh cũng chẳng phải là tình đồng đội hay bạn bè, vậy tại sao khi cô ta chết rồi, cậu vẫn muốn tìm hiểu cho đến cùng? lý kiêu sững sờ không hiểu tại sao nhiếp nhiên lại bất ngờ nhắc đến phùng anh anh vào lúc này nhưng cô vẫn trả lời bởi vì tôi không thể để một người vô tội phải chết oan ngoài điều này ra thì sao tôi thấy lúc còn là tân binh tình cảm của cậu và cô ta không hề tốt đẹp nhưng cô ta lại có thể ì vào danh tiếng của cậu rồi muốn làm gì thì làm lý kiêu trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói cậu ấy đã cứu tôi nhiếp nhiên nghe xong là hiểu ngay hóa ra là ơn cứu mạng chẳng trách nhưng mà ngón trỏ của Nhiếp Nhiên vô thức gõ liên tiếp trên mặt bàn, cậu có chắc không phải cô ta sắp đặt để hại cậu rồi sau đó lại cứu cậu? Lời nói này khiến Lý Kiêu đang đắm chìm trong suy nghĩ phải giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên và khó tin. Sắp đặt? Sao có thể như thế được? Lý Kiêu vô thức lắc đầu. Nhiếp Nhiên thấy cô ấy kháng cự bèn nói tiếp tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chẳng qua tôi cảm thấy năng lực cậu cao hơn cô ta rất nhiều, vậy mà cô ta lại cứu cậu. Ha ha tiếng cười ngắn ngủi ở cuối câu đầy vẻ chế diễu. chồng mắt lý kiêu co lại mặc dù lý kiêu không muốn tin nhưng trong lòng lại hơi cảm thấy nhấp nhiên nói đúng cậu ấy đã chết rồi tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa lý kiêu cố nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi nói với vẻ bình thản chương 897 tiếng súng vang lên trong căn cứ năm nhiếp nhiên buồn chán nhún vai, chỉ cần cậu không ngại việc bị người khác tính kế thì tôi cũng không có vấn đề gì. Nhiếp nhiên vừa nói những lời này, không thể nghi ngờ gì là lại càng tăng thêm bóng ma trong lòng Lý Kiêu, khiến Lý Kiêu không thể tập trung tinh thần để hỏi chuyện của cô. Nhiếp nhiên mỉm cười nhìn cặp lông mày đang nhăn ít của Lý Kiêu. Ván thứ hai, cô thắng. Nói thật nhé, tại sao bọn họ lại chọn Lý Kiêu đến làm thiết khách, đúng là quá thất sách rồi đấy về mặt quân sự lý kiêu là học viên ưu tú nhưng mồm mép thì không được cô ấy không có năng khiếu này phải để kiều duy hoặc uông tiên minh đến mới đúng được rồi muộn lắm rồi đấy cậu cũng đã uống khá nhiều rồi nhanh về ngủ đi nhiếp nhiên đứng dậy muốn mở cửa cho lý kiêu đi được nửa đường cô bị lý kiêu giữ chặt tay lại nhiếp nhiên nhíu mày còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên tôi biết mình không lừa được cậu à đúng là rất hiểu bản thân đấy nhiếp nhiên mỉm cười nhưng cậu định tự lừa gạt bản thân cả một đời sao lý kiêu từ từ đứng dậy cô rút một khẩu súng màu đen từ bên hông ra rồi đặt ở trước mặt nụ cười trên mặt nhiếp nhiên hơi cứng lại sau đó hoàn toàn biến mất cô lạnh lùng nhìn lý kiêu và nói cậu đi đi lần này cô nói như ra lệnh để đuổi khách tôi không tin cậu sợ cầm súng ngay cả chết còn không sợ thì sao có thể sợ cầm khẩu súng chứ lý kiêu trầm giọng khẳng định cậu không phải là tôi làm sao có thể biết tôi không sợ sắc mặt nhiếp nhiên được phủ một lớp xương lạnh cô hất tay lý kêu ra cậu sợ cậu giết nhiều người như thế vậy mà bây giờ nói với tôi là cậu sợ đúng là chuyện hài nhiếp nhiên cậu trời sinh đã có số mệnh cầm súng trên chiến trường cậu không trốn được đâu không thể trốn không thể mấy chữ đó như đâm trúng điểm yếu của nhiếp nhiên sắc mặt của cô thay đổi trong đáy mắt dần dâng hơi lạnh bàn tay nắm chặt thành quyền như đang kiềm chế thứ gì đó Xin mời đi cho, cô cắn răng nói từng chữ một, sắc mặt Lý Kiêu cũng vô cùng lạnh lùng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hai bên rằng co một phút, sau đó Lý Kiêu mới rời đi. Nhiếp nhiên cứ như kiệt sức ngồi tại chỗ, sắc mặt căng thẳng, như thể một giây sau sẽ mất khống chế. Nguồn, uy bê tê en on lần e, com chẳng lẽ đây thực sự là số mệnh của cô? Không, không phải, chắc chắn không phải không biết đã qua bao lâu sắc mặt khác lạ đó mới từ từ biến mất rồi trở lại bình thường cùng lúc đó lý kiêu cũng vác một khuôn mặt lạnh băng đi về ký túc xá mấy người nghiêm hoài vũ đã đợi rất lâu ở bên đường vừa nhìn thấy lý kiêu đã vội vàng chạy đến hỏi với thái độ đầy mong đợi thế nào thế nào rốt cuộc thì chuyện của nhiếp nhiên là thật hay giả lý kiêu không trả lời mà nhìn về phía uông tư minh rồi lạnh lùng nói uông tư minh tiến hành kế hoạch của anh đi đàm phán không thành công Uông Tư Minh nhíu mày, mặt Lý Kiêu không cảm xúc, cô trầm giọng nói, tôi nhất định bắt cậu ấy phải cầm súng. Uông Tư Minh nhìn dáng vẻ tức giận đến mất lý trí của Lý Kiêu thì nhắc nhở, nhưng kế hoạch này rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện rất có thể sẽ bị đuổi khỏi quân đội. Cô nhất định phải đặt cược tương lai của mình. Chương 898 tiếng súng vang lên trong căn cứ 6. Ừ lý kiêu gật đầu khẳng định đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy lý kiêu không có lý trí thế này đêm khuya căn cứ hoàn toàn yên tĩnh đợt gió lạnh cuối cùng của mùa xuân thổi qua bầu trời đen kịt không hề có một tia sáng giống như những sợi tơ bằng nhung che lấp hết khoảng trời ở nơi này bên trong tòa nhà quan trọng nhất của căn cứ vẫn còn le lói vài điểm sáng không hiểu sao không thấy mấy đội viên cảnh vệ canh giữ ở mấy nơi quan trọng đâu dưới bóng đêm một người xuất hiện nhanh như một bóng ma lặng yên không một tiếng động giác một âm thanh rất nhỏ vang lên nhiếp nhiên đang nằm trên giường lập tức mở mắt trông cô tỉnh táo như chưa hề ngủ có người chẳng nhẽ kẻ địch đột kích nhiếp nhiên lập tức cảnh giác nhìn về phía cổng cánh cửa đang từ từ bị đẩy ra động tác đó vô cùng chậm chạp âm thanh khẽ đến mức gần như không nghe thấy được nhiếp nhiên cảm thấy chắc không phải kẻ địch có loại kẻ địch nào sẽ chui vào căn phòng nhỏ vắng vẻ này nếu không là kẻ địch vậy sẽ là ai nhiếp nhiên lẳng lặng nằm ở trên giường trong lòng âm thầm cười lạnh bất kể là ai dám cậy cửa của cô chính là tìm cái chết sau một phút dài rằng giặc người đó đã thành công lách vào phòng cô người kia không hề thả lỏng khi vào được bên trong mà rất cẩn thận đi đến bên cạnh cô sột sạt sột sạt vài tiếng ma sát rất nhỏ của quần áo vang lên sau đó cô nghe thấy hai tiếng rắc rắc lòng nhiếp nhiên run lên đó là tiếng động khi kéo chốt bảo hiểm của súng có người muốn giết cô trong nháy mắt khi nhận ra điều này nhiếp nhiếp mở choàng mắt đồng thời nhảy lên cặp mắt đen lúc này chứa đầy sát khí toàn thân ngập khí thế nhưng khóe miệng lại từ từ hiện lên một nụ cười muốn giết tao à mày đúng là rất dũng cảm đấy một giây sau nhiếp nhiên dùng tốc độ như ma quỷ nhào đến người kia sững sờ sau đó vội vàng lùi về phía sau từ trước đến giờ nhiếp nhiên vốn không bao giờ nương tay đối với những người muốn giết mình động tác của cô rất hiểm độc cũng cực kỳ nhanh toàn là những chiêu thức giết người chứ không hề nhẹ nhàng giống như lúc đánh nhau trong quân đội nhưng người đó cũng không hề kém cạnh mỗi một quyền đều rất lợi hại hai người đánh nhau khó phân thắng bại trong không gian nhỏ hẹp người kia dường như cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh sau khi đánh xong một hiệp nữa người đó giơ tay muốn bắn nhiếp nhiên còn người nhiếp nhiên hơi co lại hai tay chống vào bàn và mép giường cô ngửa người rất nhanh rồi thuận thế đá tung khẩu súng trong tay người kia sau đó cô lăn một vòng gọn gàng cầm được khẩu súng đó trong tay người kia thấy tình huống không ổn vội quay người nhảy qua cửa sổ nhưng bị nhiếp nhiên nhanh tay nhanh chân túm được cổ áo rồi dùng sức kéo lại nhiếp nhiên lật tay khống chế người đó một tay khác giơ súng chĩa vào đầu dám vào phòng tao đánh lén tao muốn biết mặt mũi mày trông thế nào Nhiếp Nhiên cười lạnh rồi dùng súng đẩy chiếc mũ của người kia, khuôn mặt của Lý Kiêu bất ngờ lộ ra. Nhiếp Nhiên sững sờ, cậu muốn giết tôi. Chương 899 tiếng súng vang lên trong căn cứ bảy. Lý Kiêu lạnh lùng nói, không phải cậu nói mình không thể cầm súng sao? Mắt Lý Kiêu vẫn dừng bên bàn tay cầm súng của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thực sự chịu thua dưới sự kiên trì ấy. "Cậu có biết nếu như vừa rồi tôi bóp cò, cậu sẽ chết không?" "Cậu không dám, vì cậu sợ mà." Lý Kiêu tránh thoát khỏi bàn tay Nhiếp Nhiên, sau đó đứng thẳng dậy. Nhiếp Nhiên híp mắt rất nguy hiểm. "Cậu đang khiêu khích tôi." Lý Kiêu cầm khẩu súng trong tay Nhiếp Nhiên, "Tôi không khiêu khích tôi nói sự thật." Đúng vào lúc này, có một tiếng súng vang lên, làm cả căn cứ đang yên tĩnh bỗng trở nên náo động. Tiếng còi báo động liên tục vang lên. Mẹ nó, tại sao lại có tiếng súng? Nghiêm Hoài Vũ đang trò chuyện rất hứng khởi với hai binh sĩ đứng gác quân khu 2, sau khi nghe thấy tiếng súng thì giật mình chửi tục một câu. Sau đó chạy về phía ký túc xá của nhiếp nhiên. Chuyện gì xảy ra thế? Tiếng súng ở đâu vậy? Mấy binh sĩ đứng gác lập tức tăng cường cảnh giác, họ chạy theo Nghiêm Hoài Vũ. Những người còn lại bao gồm cả mấy người Hà Giai Ngọc và An Viễn Đạo đều vội vã từ nhiều hướng khác nhau mà chạy về ký túc xá của nhiếp nhiên. An Viễn Đạo gạt đám người đó ra, anh ta thấy mấy người Nghiêm Hoài Vũ đang đứng ở trung tâm và muốn chạy lên trên. Tại sao mấy đứa lại ở đây? An Viễn Đạo nhíu mày hỏi. "Cứu người." Nghiêm Hoài Vũ lo lắng thúc giục anh ta. Đột nhiên trên tầng lại phát ra tiếng động rất lớn. Tiếng động đó khiến mọi người ở dưới phải duỗi cổ lên nhìn. Lần này An Viễn Đạo cũng bất chấp mọi thứ, anh ta đẩy mấy người xung quanh ra rồi sải bước lên tầng đám nghiêm hoài vũ thấy an viễn đạo chạy lên thì cũng đi theo. Chỉ cần một cước an viễn đạo đã đập tung cửa. Cảnh tượng trước mặt dọa anh ta phải kêu lên một tiếng. Trong phòng bừa bộn như vừa có bão quét qua, không những vô cùng lộn xộn mà Lý Kiêu còn đang cầm súng chĩa vào nhiếp nhiên, nhiếp nhiên thì có vẻ mặt sợ hãi đứng ở phía đối diện. Các người đang làm gì thế? Nghiêm Hoài Vũ đứng phía sau không nhịn được chửi tục mẹ kiếp sao thế Lý Kiêu chẳng phải đã bảo chỉ cầm súng rỗng dọa cô ấy thôi sao? Dọa, cầm súng dọa cô ấy. An viễn đạo trợn mắt như sắp nứt ra, sau đó anh ta tức giận hô, mấy cô cậu theo tôi đến phòng làm việc. Nhất nhiên cùng với đám người lớp 6, kèm theo cả Uông Tư Minh và Phương Lượng ở lớp 1 cũng bị gọi lên trước mắt bao nhiêu người. Trong văn phòng, An viễn đạo đập tay mạnh đến rung cả bàn. Các cô cậu giỏi nhì, đêm hôm khuya khoát không ngủ được nên nghịch súng đúng không? Cả đám người đứng xếp thành một hàng, ai nấy đều im lặng không nói gì mấy người còn có kỷ luật không? Dám tự mình đi đánh lén, còn nổ súng với đồng đội. Mấy người điên hết rồi à? Bây giờ là lúc nào, sắp phải tắc chiến rồi, mấy người nghĩ là đi du lịch hả? À? Trường 900 tiếng súng vang lên trong căn cứ 8. Cả đám không dám mạnh miệng nữa mà đứng tại chỗ không nói một lời nào. Nói chuyện đi câm hết à, an viễn đạo trợn mắt với bọn họ sắc mặt anh ta gần như đã biến thành màu đen nghiêm hoài vũ chắp hai tay sau lưng nói nhỏ bọn em chỉ muốn kiểm tra thử kiểm tra kiểm tra cái gì cầm súng để kiểm tra nhỡ đâu thực sự có người bị thương vậy các cô cậu định làm thế nào dùng mạng đền mạng chắc dám nổ súng với đồng đội chỉ riêng việc này cũng đủ để mấy đứa phải rời khỏi quân đội rồi an viễn đạo tức giận quát to với bọn họ chuyện này là em nghĩ ra nếu phạt hãy phạt mình em uông tư minh đứng lên và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình ăn viễn đạo tức đến mức máu dồn lên não cái tên này là học viên anh ta tâm đắc nhất không ngờ cũng có ngày làm ra loại chuyện thế này không thể nào tưởng tượng đúng là không thể tưởng tượng được mà nghiêm hoài vũ lập tức không vui uông tư minh lúc nào rồi mà còn muốn làm anh hùng súng là của em em sẽ chịu trách nhiệm chính lý kiêu cũng bước ra nghiêm hoài vũ nhìn thấy hai người họ tranh nhau nhận trách nhiệm còn mình giống như không có dáng vẻ dám làm dám chịu làm cái gì thế nếu không có tôi dẫn người đi thì làm gì có chuyện của mấy người ồ cậu có vẻ rất đắc ý nhỉ giọng nói thâm trầm của an viễn đạo vang lên nghiêm hoài vũ nhún vài ý em là nếu như không có em dẫn mấy người canh gác đi thì không có chuyện xảy ra tiếp sau đó cho nên xét đến cùng thì vẫn là tại em thật ra em cũng có phần em cũng có an viễn đạo thấy cả đám bọn họ đều tranh nhau nhận thì càng nổi nóng làm cái gì thế cả đám đều tranh cướp giành giật nhau đúng không tôi đang trao giải cho các cô các cậu đấy hả tranh cái gì không ai trốn được đâu đừng mà mấy nữ binh này đều vô tội nghiêm hoài vũ giải thích thay cho mấy người hà giai ngọc các cô ấy không làm gì cả an viễn đạo trợn mắt nhìn nghiêm hoài vũ là không làm hay chưa kịp làm đúng là váng đầu dám gây chuyện vào đúng lúc này nếu là ở đội dự bị thì cũng thôi nhưng vấn đề là ở đây còn có những đội khác nếu truyền đi vậy mặt mũi đội dự bị biết để vào đâu quản lý không nghiêm trong mắt không có quân luật mấy chữ này giống như ngọn núi lớn có thể đè sập đội dự bị an viễn đạo trầm mặt nhìn bọn họ sau đó thuận thế nhìn sang nhấp nhiên đang ngồi trên ghế cười với anh ta con bé này bụng dạ xấu xa cũng không phải loại hiền lành gì chả chẳng nhẽ thực sự phải đuổi mấy đứa này ra khỏi đội dự bị Nói thật lòng, anh ta không nữa. Mặc dù phần lớn là người của lớp 6, nhưng sau lần huấn luyện chính thức này, An Viễn Đạo phát hiện ngoài Lý Kiêu Gia thì những người khác cũng rất có tiềm năng, nếu có thể huấn luyện tốt. Dù không vào lớp 1 thì vẫn hoàn toàn có thể vào lớp 2. Trong lúc anh ta đang không biết phải làm thế nào, bỗng một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, đã xảy ra chuyện gì? Cả đám nhìn về phía cửa, là Lý Tông Dũng và Nhất Thành Thắng an viễn đạo giơ tay chào tiểu đoàn trưởng sư đoàn trường tôi nghe nói có người nổ súng trong doanh trại lúc lý tông dũng đối mặt với quân của mình không hề ôn hòa như khi đối xử với nhiếp nhiên lúc nói chuyện còn kèm theo khí thế uy nghiêm an viễn đạo không tự chủ cúi thấp đầu xuống khí thế cũng hạ xuống một nửa vâng là ai là đám lính này bọn họ muốn đánh lén nhiếp nhiên tôi đoán bọn họ muốn khảo nghiệm cô ấy An Viễn đạo chỉ vào mấy người nghiêm hoài vũ trong lời nói vẫn có ý giải vây cho bọn họ. Trường chín trăm linh một tiếng súng vang lên trong căn cứ chín. Cái gì? Đánh lén? Lý Tông Dũng giật mình, vội nhìn qua nhấp nhiên đang ngồi bên cạnh. Đám danh con đáng chết này dám đánh lén bảo bối trong lòng thằng nhóc kia. Nếu thực sự xảy ra chuyện chắc nó phải lột sống ra bọn chúng mất. Có bị thương không? Lý Tông Dũng lo lắng hỏi Nhiếp Nhiên. "Không ạ." À, nhiếp Nhiên lắc đầu, chỉ là súng bị cướp cò thôi. Sau khi nói xong, cô khẽ liếc Lý Kiêu đang đứng trong đội ngũ. "Phù may quá không bị thương." Lúc này Lý Tông Dũng mới yên tâm. Ông cười to rồi nói với Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh, "Sư đoàn trưởng Nhiếp, xin lỗi anh nhé, lần này là do đội dự bị của chúng tôi làm không tốt nên khiến cho Nhiếp Nhiên bị sợ hãi." Nếu là mâu thuẫn trong nội bộ của đội dự bị thì không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ Nhiếp Nhiên đã thuộc về quân khu 2, nó sẽ liên quan đến quan hệ giữa hai đơn vị. Ông nhất định phải xin lỗi Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Thành Thắng lại cười to, không sao, bọn họ vốn đi ra từ một đội, lâu rồi không gặp nên giao đấu một chút cũng là bình thường, tôi tin là bọn họ biết điểm dừng. Biết điểm dừng cũng không thể nổ súng với đồng đội, nên phạt vẫn phải phạt nhiếp thành thắng xua tay coi như dừng ở đây đi tôi lại cảm thấy bốn chữ thiếu niên anh hùng đã được đội dự bị phát huy vô cùng tinh tế nếu là bên đội chúng tôi thì làm gì có ai dám dùng súng để giao đấu chứ đúng là tài cao gan lớn không sao không sao hết ông ta vừa cười vừa liếc nhìn nhiếp nhiên với ánh mắt như thất vọng lần này đội dự bị có thể làm ra chuyện này hiển nhiên là vì không tin chuyện nhiếp nhiên không dám cầm súng Ông ta nghe nói khi nhiếp nhiên bị súng chĩa vào người thì đã sợ hãi đến mức không dám cử động, làm ông ta cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù sư đoàn trưởng nhiếp không để bụng, nhưng lần này đúng là mấy cô cậu đã làm sai. Nhiếp nhiên, mấy người này giao cho cô xử lý. Lý Tông Dũng nói với nhiếp nhiên. Nhiếp nhiên lắc đầu, không cần đâu, đội dự bị phạm lỗi thì nên giao cho sĩ quan huấn luyện của họ xử phạt tôi chỉ là một binh lính nho nhỏ chuyên lo việc bếp núc nên không có tư cách này vậy cô đứng ở một bên nhìn bọn họ đi để phòng sĩ quan huấn luyện an nương tay nói xong lý tông dũng cũng rời khỏi văn phòng nhiếp thành thắng vội vàng đi theo mà không thèm nhìn nhiếp nhiên dù chỉ một lần tất nhiên nhiếp nhiên cũng phát hiện điều này cô khẽ nhếch miệng cười nhìn theo bóng lưng ông ta lần này mấy người nghiêm hoài vũ gây ra chuyện lớn như vậy chắc chắn bọn họ sẽ bị trừng phạt nếu không sẽ không có cách nào trả lời trước nhiều binh lính như vậy thế là mấy người họ bị phạt chạy việt giã cực hạn năm cây số gập bụng và ngồi xổm đừng nghĩ huấn luyện ngồi xổm chỉ là giữ nguyên tư thế nửa ngồi ở một chỗ thật ra độ trừng phạt của nó so với hai cái trước còn mạnh hơn nhiều mỗi người phải ngồi xổm mà không hề có điểm tựa một chân nâng thẳng lên chân còn lại phải căng thành một đường thẳng cơ thể tạo thành hình chữ l phải giữ như vậy liên tục trong 3 giờ sau đó mới được đổi chân Bàn chân trước đó đã mất cảm giác giờ được nhúc nhích, sự thoải mái kèm tê dại này khó mà diễn tả được. Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo ngồi nhìn đám người đó đổi đi đổi lại giữa ba hạng mục. Sau khi buồn bực nhìn bọn họ lặp lại hai vòng, Nhiếp Nhiên thực sự chán không chịu được. Chương 902 tiếng súng vang lên trong căn cứ 10. Nhưng cô còn chưa kịp đi thì đã bị An Viễn Đạo bắt quay lại, không được tiểu đoàn trưởng đã ra lệnh cho cô giám thị việc phạt bọn họ. "Nhưng tôi còn phải làm bữa sáng cho ngày mai." Tôi chịu, An Viễn Đạo ra vẻ nghiêm túc. Nhiếp Nhiên chán nản, "Tôi nói này, anh đang phạt tôi hay phạt họ vậy hả?" "Tôi là lính, tôi nhất định phải làm theo mệnh lệnh, cô cố nhịn một chút đi." Đối mặt với An Viễn Đạo không cho phép thương lượng, Nhiếp Nhiên chỉ có thể ngồi ngẩn người tại chỗ đến tận lúc phía chân trời nổi lên một đường màu trắng sáu giờ đúng lúc tiếng chuông báo thức vang lên từng binh sĩ chạy từ ký túc xá xuống dưới khi họ nhìn thấy mấy người nghiêm hoài vũ ngồi xổm chịu phạt ở đó thì ai nấy đều xì si sao bàn tán đã phạt một đêm cũng đủ rồi nhỉ nhiếp nhiên thực sự không có hứng thú bị người khác nhìn như đang ngắm động vật tôi biết anh đang cố tình làm tôi khó chịu giày vò tôi một đêm đã đủ chưa sĩ quan huấn luyện an tôi giày vò cô lúc nào chứ rõ ràng là tôi đang trừng phạt đám danh con này An Viễn Đạo bình thản nhìn mấy người vẫn đang ngồi xổm trước mặt. "Thôi đi, anh nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết? Mau để bọn họ đứng dậy đi." Nhiếp Nhiên không kiên nhẫn thúc giục. "Nghe thấy không, Nhiếp Nhiên thuộc quân đội quân khu 2 đã khoan dung độ lượng, không so đó nữa, đứng lên đi." An Viễn Đạo vẫn phải cố châm chọc Nhiếp Nhiên một câu rồi mới cho mọi người nghỉ. Nhiếp Nhiên nghe xong chỉ khẽ cười, lắc đầu định rời đi, nhưng Lý Kiêu lại khập khiễng đi tới trước mặt cô, lạnh lùng hỏi, "Thực sự chỉ là cướp cỏ thôi sao?" Khẩu súng đó cô đã cầm theo lâu như vậy mà chưa bao giờ xảy ra sự cố, vậy mà nhấp nhiên mới chạm vào một cái mà đạn lại lập tức được bắn ra, hơn nữa còn phát nổ trên tay cô. Thực sự quá trùng hợp. Nhiếp nhiên không phủ nhận điều này, cô khẽ cười và nói, cậu đánh lén tôi một lần, tôi trả đũa lại một cú, coi như hòa nhau. Lý kêu yên lặng một lúc rồi mới lạnh lùng nói, cậu sẽ hối hận. Hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay sắc mặt Lý Kiêu hơi thay đổi, trong mắt dường như có cảm xúc nào đó bắt đầu chuyển động muốn cắn nuốt tinh thần cô. Lý Kiêu cố kiềm chế cảm giác quái lạ trong đầu, sau đó nói với nhiếp nhiên bốn chữ. Tự mình suy diễn, sau đó cô xoay người đi thẳng. Trường 903 nhiếp nhiên nhìn dáng vẻ thất thần của Lý Kiêu thì cười nói với nhóm người phía sau, sau này đừng có tập kích buổi đêm nữa, tôi không đáng để các người đánh cuộc tương lai của mình đâu. Nói rồi cô lập tức đi khỏi sân huấn luyện, tiểu nhiên từ, chị nhiên, nghiêm hoài vũ và hà giai ngọc vô thức gọi cô. Nhiếp nhiên dừng bước để đề phòng đám người đó còn chưa hết hy vọng, cô lại bồi thêm một câu, mỗi người đều có chí hướng riêng tôi không thích sự huấn luyện khẩn trương trong đội dự bị cũng không thích nghe lời sĩ quan huấn luyện kể cả cho tôi cầm súng một lần nữa thì sao tôi cũng vẫn sẽ chống đối sĩ quan huấn luyện vẫn sẽ bị phạt đến lúc đó chỉ khổ mấy người phải cầu xin cho tôi cho nên tốt nhất là bỏ cuộc đi giọng nói của cô rất chân thành lại có căn cứ làm cho người khác không thể nào phản bác được mấy người thông minh như lý kiêu và uông tư minh nghe xong cũng biết nhấp nhiên thực sự quyết tâm rồi Nhiếp nhiên có thể cầm súng hay không không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là nhiếp nhiên không muốn ở lại đội dự bị. Tôi đi nấu cơm đây. Nhiếp nhiên thấy lời nói của mình đã có hiệu quả nên quay người rời đi. Cô ấy đã nói đến mức này rồi, mấy người vẫn muốn tiếp tục sao? Mặt nghiêm hoài vũ nhăn lại thành một nhúm, ánh mắt anh ta nhìn chầm chầm vào lưng nhiếp nhiên. Nhưng tôi vẫn không nỡ. Nhiếp nhiên tốt như vậy, giỏi như vậy, thật quá đáng tiếc. Cổ lâm nghẹn ngào nói được rồi nhìn mấy người khóc thút tha thút thít kìa người ta vẫn còn sống đó chứ đã chết đâu an viễn đạo vừa nói xong câu không tim không phổi đó lập tức nhận được một đống ánh mắt phẫn nộ giống như đau của cả đám người khiến anh ta sững sờ tôi nói gì sai à nhưng anh ta nhanh chóng nhớ ra mình là sĩ quan huấn luyện vậy mà bị một đám danh con vừa phạm sai lầm chừng mắt nhìn có còn đạo lý không vậy này mấy đứa quay lại cho tôi có muốn bị phạt nữa không hả An viễn đạo vừa đi đằng sau vừa kêu gào. Nhiếp nhiên vừa vào phòng ăn, cả đám binh sĩ đang bận rộn trong bếp nhìn thấy cô thì vội ném đồ trong tay xuống rồi chạy ra như ong vỡ tổ. Mặc kệ lớp trưởng Trần có ở phòng ăn hay không, cả đám đều tranh nhau chạy đến hỏi thăm cô. Người quan tâm nhất trong số đó là lớp phó vương. Anh ta nhìn nhấp nhiên một lượt từ trên xuống dưới, sao rồi, không bị thương chứ. Ai cũng nói đạn không có mắt cô đừng để bị thương mà giấu giếm không nói nhé. Đúng thế nhiếp nhiên, nếu cô bị thương thì cứ nói thẳng, đừng sợ đám người bên đội dự bị đó. Bọn họ thật quá ngang ngược, dám nổ súng với cô. Đúng vậy, trông thì tưởng họ đối xử tốt với cô. Vậy mà lại âm thầm làm như thế. Đúng là lòng người hiểm ác. Trường 904 Bọn họ không nổ súng với tôi, chỉ là cướp cỏ mà thôi. Nhiếp nhiên giải thích một câu tay lý kiêu cướp có cái gì mà cướp cò nếu không phải bọn họ chạy đến vòng cô khẩu súng đó làm sao có thể cướp cò được lớp phó vương cau mày đám người này không chỉ phạt thôi là đủ nhất định phải sự thật nặng đuổi ra khỏi đội dự bị mới được tôi có làm sao đâu phạt một chút là được rồi nhiếp nhiên mỉm cười sau đó nói sang chuyện khác tôi đi lau bàn đây sắp đến bữa sáng rồi nếu không lau sẽ không kịp nhiếp nhiên sắn tay áo muốn đi đến nhà bếp phía sau nhưng lại bị lớp phó vương kéo lại chúng tôi đã lau sạch rồi cô không cần đi nhưng hôm nay cô với tôi cùng phát bữa sáng được không có vấn đề gì sau khi người của lớp cấp dưỡng phân phối công việc xong đang tất bật chuẩn bị thì bỗng cửa bị đẩy ra dương thụ vội vàng đi từ bên ngoài vào sắc mặt khẩn trương của anh ta khi nhìn thấy nhiếp nhiên thì thả lỏng hơn cô có bị thương không tôi không sao chỉ là súng cướp cò thôi nhiếp nhiên âm thầm lùi về sau một bước để tránh bàn tay đang muốn đặt lên vai cô dương thụ lạnh lùng nói cướp cò cô lừa ai thế bọn họ rõ ràng muốn nổ súng với cô nhiếp nhiên bình thản giải thích thực sự chỉ là cướp cò bọn họ không có lý do gì để giết tôi cả dương thụ tức giận nghiến răng không có lý do không có lý do vậy bọn họ chạy đến phòng cô làm gì chẳng lẽ để đấu giao hữu không ngờ nhiếp nhiên lại gật đầu đồng ý đúng thế chính là đấu giao hữu cô dương thụ tức giận đến đau cả phổi Đêm hôm qua lúc anh ta biết tin chạy đến thì người đã bị dẫn đi cuối cùng đành nằm trên giường trơ mắt chờ trời sáng. Bây giờ anh ta muốn bênh vực nhiếp nhiên. Vậy mà lại bị cô giả vờ ngớ ngẩn mà giúp đám người đó bằng cách nhẹ nhàng nói thành đấu giao hữu v k e b t r u i e n o n l i n e c o m Có phải cô sợ bọn họ là người của đội dự bị nên không dám nói thật? Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không cần sợ bọn họ, người của quân khu 2 chúng ta cũng không phải dễ trêu đâu. Vâng vâng vâng, anh không dễ trêu, tôi biết rồi. Nhấp nhiên thấy anh ta càng nói càng kích động bèn an ủi vài câu qua loa, tiếp đó cô chỉ vào đồng hồ treo tường ở nhà ăn, không còn sớm nữa. Sắp đến giờ cơm rồi, anh tranh thủ về đội đi. Dương thủ bị cô khuyên vài câu đơn giản xong lúc này mới tạm thời bình tĩnh lại một chút nhưng trước khi đi anh ta vẫn không yên tâm dặn dò vài câu vất vả lắm mới tiễn được dương thủ. Kẻ hay suy nghĩ linh tinh như ông già đi, lúc này nhiếp nhiên mới bắt đầu làm việc. Đúng 7 giờ, cửa phòng ăn cuối cùng cũng mở ra. Đám binh sĩ vừa mới tập thể dục xong được sắp xếp tiến vào, kể cả đội dự bị. Nhiếp nhiên đứng trong phòng ăn, cúi đầu đưa cho từng binh sĩ những suất cháo và bánh bao. Hết suất này đến suất khác. Chương 905, chương 905 uất ức phía sau núi có người xâm nhập ba. Đến tận lúc có một giọng nói không có ý tốt vang lên, binh lính Nhiếp Nhiên chuyên lo việc bếp núc của quân khu 2 đã lâu không gặp. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, là Trương Nhất Ngải thuộc lớp 1 của đội dự bị, cô nhướng mày, đúng là đã lâu không gặp. Từ khi Trần Duyệt bị Nhiếp Nhiên đánh một trận, Trương Nhất Ngải cứ nhìn thấy cô là né tránh, đến mức sau này không thấy mặt cô ta nữa. Không ngờ bây giờ dám đường hoàng chạy đến đây lại còn bày ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nữa chứ. Đã lâu không gặp, nhiếp nhiên không muốn nói chuyện với cô ta, cô trả lời ngắn gọn một câu rồi lại cúi đầu tiếp tục mốc đồ ăn rồi đưa ra ngoài. Sau khi Trương Nhất Ngài cầm lấy, nhiếp nhiên mới buông tay. Nhưng không ngờ cô vừa mới thả tay, lập tức có âm thanh loảng xoảng do khay thức ăn rơi vỡ trên mặt đất vang lên. Tiếng động chói tay đó làm phòng ăn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Trương Nhất Ngải nhìn thấy cháo bắn đầy quần áo của mình thì lập tức nổi nóng, này. Cô làm gì thế, cô có biết cầm khay cơm không đấy, đổ hết cháo vào người tôi rồi còn gì? Nhiếp nhiên giật mình, vừa rồi rõ ràng cô ta đã nhận lấy nên cô mới thả tay ra. Nhiếp nhiên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong mắt cô ta có một tia khiêu khích cô hiểu ngay. Rõ ràng là cô ta cố ý. Nói gì đi chứ cơm à, xin lỗi cũng không biết nói à. Trương Nhất Ngải không chịu buông tha mà ép hỏi. Ánh mắt của những binh lính trong phòng ăn tập trung vào hai người. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng nhưng không nói câu nào. Lớp phó vương thấy bầu không khí căng thẳng bèn vội vàng đi tới, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, để tôi lấy cho cô một phần khác." Sau đó, anh ta thúc giục Nhiếp Nhiên đang đứng bên cạnh, "Cô mau quét dọn đi." Nhiếp Nhiên không lên tiếng mà cầm chổi đi ra rồi khom người quét dọn sạch sẽ đống bừa bộn trên mặt đất. Trường nhất ngải từ trên cao nhìn xuống nhiếp nhiên, lạnh lùng chế giễu đêm qua ngủ không ngon hả. Nhìn đôi mắt thâm quầng như thế kia chắc phải lo sợ cả một đêm nhỉ. Yên tâm, không có viên đạn nào bắn vào cô đâu, cô không đáng lãng phí đạn của đội dự bị. Lớp phó vương nhanh tay nhanh chân đang muốn bê bữa sáng ra cho cô ta, nghe được mấy lời này thì lập tức khó chịu. Anh ta đặt mạnh chiếc đĩa lên mặt bàn, tức giận nói, cô nói chuyện kiểu gì vậy? đội dự bị các người nổ súng đã là tối kỵ còn dám đường hoàng nói ra mấy lời này mấy người không biết ngượng à trường nhất ngày đang giật mình vì tiếng đập mạnh của lớp phó vương bây giờ lại còn bị anh ta răn dậy thế là lập tức bất mãn cãi lại tôi có nói sai đâu là do cô ta không ngủ được nên mới đổ thức ăn lên quần áo tôi cô ta lại khinh thường liếc mắt nhìn nhiếp nhiên đang quét rác rồi cười lạnh nói tiếp không biết bắn súng đã đành ngay cả đưa cơm cũng không làm được đúng là lãng phí lương thực của quân đội Trồi quét rác trong tay nhiếp nhiên bỗng chậm lại. Đọc chuyện tại web chuyên online. Com. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng khiến người ta thấy khó thở. Tất cả những người ở đây đều nhìn chăm chú vào nhiếp nhiên, chờ đợi phản ứng của cô. Đến cả mấy người Hà Giai Ngọc cũng ngồi ngay ngắn và nhìn nhiếp nhiên, hy vọng cô có thể giống như lúc trước đánh một quyền cho Trương Nhất Ngài ngã quay ra đất. Nhưng mà nhiếp nhiên không hề có phản ứng gì, cô hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục cầm cây trồi quét sàn nếu như không phải vừa rồi cô hơi dừng lại thì có lẽ tất cả mọi người sẽ đều cho rằng nhiếp nhiên không hề nghe thấy gì. Trường 906 Trường 906 uất ức phía sau núi có người xâm nhập 4. Trường nhất ngải thấy cô không có phản ứng thì càng đắc ý cô ta hừ lạnh chế diễu, cũng tự biết mình không có bản lĩnh để kiêu ngạo cơ à. Có kinh nghiệm rồi đấy nhỉ, cô ta thêm dầu vào lửa không khiến nhiếp nhiên có phản ứng, nhưng không có nghĩa là người khác không phẫn nộ. Đôi đũa trong tay dương tụ rơi lạch cạch trên bàn, phát ra tiếng động khá lớn, này, đừng tưởng cô ở đội dự bị đã là ghê gớm nhé. Đây là quân khu 2 của chúng tôi, cô kiêu ngạo cái gì? Nếu như không phải cô là con gái thì tôi đã đánh cô từ lâu rồi. Đánh tôi, anh á, những lời này của Trương Nhất Ngài không quá khoa trương. Cô ta có thể thi vào đội dự bị chứng tỏ bản thân đã cao hơn Dương Thụ một bậc, huống hồ cô ta vào lớp 1 của đội dự bị. Khoảng cách giữa cô ta và Dương Thụ không phải chỉ có một chút thôi đâu. Cô, Dương Thụ tức giận đến mức vén tay áo muốn tiến lên. Nhiếp Nhiên thấy Dương Thụ thực sự bị cô ta kích động muốn xông lên thì lập tức chắn trước mặt anh ta rồi nói với Trương nhất ngài, chỉ là một phần bữa sáng thôi mà. Đừng ảnh hưởng đến những binh sĩ xếp hàng phía sau, tôi sẽ cho cô một phần nữa. Trương nhất Ngải khoanh tay hừ lạnh tôi cũng chẳng dám nhận ai mà biết phần cơm tiếp theo có văng lên chán tôi không. Dáng vẻ vênh vang đắc ý của cô ta khiến mọi người nhìn thấy đều phải nghiến răng. Hà Giai Ngọc là người đầu tiên không nhịn được cô ta đứng bật dậy, đi đến trước mặt Trương Nhất Ngải, tức giận mắng, cô mà còn lại nhảy nữa, chị Nhiên không hất cháo vào cô thì tôi cũng sẽ hất. Trương Nhất Ngải nói kháy, chà, đúng là hết sẹo thì quên đau, vừa bị phạt xong đã nhảy ra rồi. Thế nào? bị phạt tập thể có phải rất mất mặt không? Còn chưa tác chiến đã bị phạt, cũng chỉ có lớp 6 mới làm ra được loại chuyện này, mất mặt trước quân khu 2 quá. Hà Giai Ngọc tức giận nghiến răng kèn kẹt đâu chỉ có mỗi lớp 6 của chúng tôi, Uông Tư Minh mà cô thích cũng có mặt trong danh sách bị phạt đó. Trương nhất ngày nghe xong càng nổi giận, còn không phải do mấy người làm xấu anh ấy à, lớp chúng tôi chưa bao giờ có người làm trái kỷ luật. Kế hoạch này là do anh ta đề ra, nếu nói là làm xấu thì cũng là anh ta làm xấu chúng tôi chứ. Hà Giai Ngọc cười khẩy khiêu khích cô nói láo. Trương nhất ngày nghe thấy Hà Giai Ngọc nói xấu Uông Tư Minh bèn đẩy Hà Giai Ngọc một cái. Hai người đang muốn ra tay đánh nhau, bỗng có một tiếng quát cực kỳ uy nghiêm vang lên, tất cả đang làm gì vậy? Lần này mọi người đều dừng lại cùng nhau nhìn về phía cửa. Lý Tông Dũng cùng Nhấp Thành Thắng đang đứng ở cửa vào, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chừng chừng vào bọn họ. Trường nhất ngài bị dính đầy cháo lên quần áo nói với giọng uất ức, sư đoàn trưởng nhất nhiên trong đội của các người đổ hết đồ ăn lên người tôi, tôi nói cô ta vài câu mà cô ta không phục. Còn bảo mấy người này đánh tôi nữa. Cô đừng có nói láo, chị nhiên muốn đánh cô lúc nào. Hà Giai ngọc bị cô ta đổi trắng tay đen mà tức suýt tắt thở, muốn tiến lên phân trần. chương 907 chương 907 uất ức phía sau núi có người xâm nhập năm. Nhưng khí thế của cô lại quá hùng hổ khiến cho hiện trường suýt nữa không khống chế nổi. Náo loạn cái gì, còn có dáng vẻ của quân nhân không hà. Vì có việc cần làm nên lúc này An Viễn Đạo mới đi vào nhà ăn. Khi nhìn thấy lớp của mình gây náo loạn trước mặt tiểu đoàn trường thì quát ầm lên. Trong nháy mắt mọi người đều đứng yên tại chỗ sắc mặt nhiếp thành thắng tái xanh trong vẻ mặt bình tĩnh kia hình như đang cố đè nén cơn giận nhiếp nhiên nhiếp nhiên lại là nhiếp nhiên đầu tiên là bị dọa sợ khi súng cướp cò giờ lại đổ cháo lên người người khác rốt cuộc thì nhiếp nhiên còn muốn ông ta phải mất mặt bao nhiêu lần nữa hả ông ta nhìn chằm chằm vào nhiếp nhiên ánh mắt như cột băng chỉ hận không thể trực tiếp đâm chết cô nhiếp thành thắng cố gắng kiềm chế cân tức giận của mình lạnh lùng ra lệnh nếu cô không muốn làm ở lớp cấp dưỡng, vậy đến sau núi canh nhà kho đi. Ngoại trừ Trương Nhất ngải ra thì những người còn lại đều biến sắc cái gì? Canh giữ nhà kho phía sau núi. Phía sau núi là một vách núi lạnh lẽo, chẳng có ai đi đến đó cả. Nếu để Nhiếp Nhiên tới đó thì không phải là biến tướng của việc trục xuất sao? Lớp phó vương là người đầu tiên lên tiếng xin cho nhiếp nhiên, sư đoàn trưởng, là do nhiếp nhiên cả đêm không ngủ nên mới không cẩn thận làm đổ, cô ấy không cố ý, dương thụ cũng nói, sư đoàn trưởng. Nhiếp nhiên vô tội mà. Nhưng Hà Giai Ngọc và Dương Thụ lại không hiểu là mấy lời nói này có khác gì đánh vào mặt nhiếp thành thắng chứ. Con gái của ông ta, nhìn thấy súng là sợ. Nhìn thấy binh lính của đội dự bị cũng không dám phản kháng, không hề có một chút dũng cảm nào, mặt ném về tận nhà rồi nhiếp thành thắng sầm mặt ra lệnh với nhiếp nhiên, lập tức chấp hành. Tôi thấy đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ, sư đoàn trưởng không nên để ở trong lòng. Hơn nữa bên đội chúng tôi vẫn còn nợ nhiếp nhiên một lần, vậy lần này coi như hòa đi. Lý Tông Dũng cũng đứng ra làm người hòa giải. Nhưng nhiếp thành thắng thẳng thắn từ chối, không được một đền một cô ta đã làm sai thì phải bị phạt, đây là quy định của quân khu 2. Nhiếp thành thắng luôn nhớ kỹ việc Lý Tông Dũng đá nhiếp nhiên trở lại chỗ ông ta bây giờ có một cơ hội tốt để làm mất mặt lý tông dũng đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua còn không đi nhanh ông ta vừa nói xong ánh mắt mọi người đều tập trung vào người nhiếp nhiên hy vọng cô có thể vì mình mà cãi lại một câu dù chỉ một câu cũng được nhưng khiến người ta thất vọng là nhiếp nhiên vẫn không nói gì cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi đáp lại với vẻ mặt bình thản rõ Chương 908 chương 908 uất ức phía sau núi có người xâm nhập 6. Nhiếp Nhiên cởi ngay chiếc tạp dề ra, sau khi bàn giao lại toàn bộ, cô đi khỏi nhà ăn trước ánh mắt bao nhiêu người. Lý Tông Dũng cảm thấy khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô. Cô gái này không phải loại người mềm yếu như vậy, tại sao chưa hề giải thích một câu mà đã dứt khoát rời đi? Chẳng nhẽ do sợ Nhiếp Thành thắng sao? mà đám người nghiêm hoài vũ ngồi trên bàn cơm nhìn thấy nhiếp nhiên bị đuổi đi kiểu này, trong lòng tự nhiên thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết. Chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn trương nhất ngài. Bọn họ chờ nhiếp thành thắng và Lý Tông Dũng rời đi xong thì lập tức vây quanh trương nhất ngài. Hà Giai Ngọc siết nắm chặt tay thành nắm đấm rồi hỏi với vẻ đầy tức giận trương nhất ngài. Con mẹ cô muốn ăn đòn phải không? Bà đây cũng là lần đầu tiên muốn đánh mày đấy. Thi sảnh cũng xiết tay bước từng bước đến gần trương nhất ngài hoàn toàn không thèm để ý mà cười nhạo tội cố ý ẩu đả không nhỏ đâu nhé mấy người cẩn thận bị đuổi đấy cô ta đắc ý nói một câu rồi quay người đi trong sự phẫn nộ của mấy người xung quanh hà giai ngọc tức giận nghiến răng kèn kẹt mấy ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch con khốn này kiều duy vỗ nhẹ lên vai hà giai ngọc yên tâm chỉ cần cô ta vẫn còn ở đội dự bị thì sợ gì không trị được cô ta nhưng chị nhiên hà giai ngọc không cam lòng thay cho nhiếp nhiên được rồi đến sau núi còn được yên tĩnh hơn đấy kiều duy an ủi câu nói này của kiều duy rất đúng phía sau núi thực sự rất yên tĩnh đừng nói là người đến cả ma cũng chẳng có nhiếp nhiên cõng hành lý của mình đến nơi này thì đã thấy nhà kho mà mình cần phải bảo vệ thật ra đây chỉ là một cái kho rỗng bên trong chẳng có thứ gì toàn bộ nhà kho sập sệ đến mức gió cũng thổi xuyên qua được ở đây không có kèn hiệu báo tức buổi sáng không có kèn hiệu báo tắt đèn buổi tối trong phòng chỉ có một cái giường một chiếc đèn một cái bàn và một chiếc ghế dài nhỏ để ngồi nếu không có cửa sổ và đèn nhiếp nhiên còn cho là mình bị nhốt trong phòng tối cô dọn dẹp lại chỗ ngủ đồng thời sắp xếp lại đồ vật trong phòng xong thì mặt trời cũng đã lặn về phía tây nhiếp nhiên xoa mặt cô đội mũ vào rồi đi về phía căn cứ cô cố, cố sức đi thật nhanh cuối cùng lúc trời vừa tối thì đến được nhà ăn trong căn cứ mọi người bên trong đã ăn gần xong và đồ ăn cũng sắp hết cô ta nhìn nhiếp nhiên rồi nở một nụ cười chế giễu nhiếp nhiên bình thản liếc mắt nhìn cô ta sau đó cô rũ mắt xuống trương nhất ngải thấy nhiếp nhiên không có phản ứng gì tự cảm thấy không thú vị nên bỏ qua đội ngũ xếp hàng rất dài trong phòng ăn nhích từng chút một về phía trước cuối cùng thì trương nhất ngài cũng sắp xong và chuẩn bị đến lượt nhiếp nhiên, lớp phó vương nhìn thấy cô bèn tranh thủ lấy ra một chiếc bát nhỏ, đặt lên đĩa và cười nói, phần này là của cô. Trường chương 909 chương 909 uất ức phía sau núi có người xâm nhập bảy. Trong chiếc bát nhỏ đó là một phần thịt kho tàu còn sót lại. Trường nhất ngài vẫn chưa đi hẳn, nhìn thấy vậy thì lập tức nổi giận này không phải anh vừa nói hết thịt sao đúng là hết mà lớp phó vương vô tội dùng thìa gõ gõ chiếc bàn ăn trống rỗng cô nhìn xem hết sạch rồi trương nhất ngải chỉ vào chỗ thịt kho tàu trong phần ăn của nhiếp nhiên rồi tức giận hỏi vậy đó là cái gì rau hả lớp phó vương nói dối một cách đường hoàng đó là phần ăn của tôi tôi cho nhiếp nhiên cô có ý kiến à anh anh giở trò lửa bịp làm thế này không công bằng nếu cô muốn công bằng Vậy có thể trở về nhà ăn của các cô, ở đây là quân khu 2. Nhanh lên, đằng sau vẫn còn người xếp hàng đấy, nếu cô không đi tôi sẽ nói cho sĩ quan huấn luyện của mấy người là cô gây rối trong nhà ăn. Lớp phó vương hiển nhiên không thèm để ý đến Trương Nhất Ngải, liên tục xua đuổi cô ta. Trương Nhất Ngải tức giận dậm chân rồi cay cú rời đi. Nhiếp nhiên bất đắc dĩ nói, lớp phó vương, thật ra anh không cần làm như vậy lớp phó vương hừ một tiếng cô ta đã hại cô thành thế này nên làm tôi không vui chẳng biết sư đoàn trưởng nghĩ thế nào nữa rõ ràng là cô vô tội mà vẫn còn đẩy cô đến chỗ đó chỗ đó cũng tốt mà nhàn hơn trong bếp nhiều nhiếp nhiên cười quan trọng nhất là cách xa chỗ này bây giờ cô chỉ muốn cách chỗ này càng xa càng tốt vậy thì chuyện sắp tới mới ít dính đến cô Lớp phó Vương thấy dáng vẻ phóng khoáng của cô, anh ta vừa tức vừa không biết phải làm sao, cô cứ như vậy, gặp được chuyện mà cứ cho qua được là cho qua luôn. Tôi vẫn thích dáng vẻ cầm ghế nện tường lúc đó của cô hơn, trông rất oai. Nhiếp Nhiên bê suất ăn, hiếm hoi đùa lại một câu, nếu lại đập nữa, chắc tôi sẽ bị giam luôn mất. Sau đó cô tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Nhiếp Nhiên vừa ngồi xuống bỗng phát hiện đám binh sĩ bên cạnh cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, điều này khiến Nhiếp Nhiên ăn mất cả ngon. Bạn đang đọc truyện tại web chuyên online. Còn nhiếp nhiên ăn hai ba miếng rồi đứng dậy thu dọn rời đi. Cô đi trong bóng tối về căn phòng sau núi. Cô bật đèn rồi nằm lên giường, cả đêm qua cô không ngủ, giờ có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi. Cô cũng lười tắm rửa, cởi áo khoác xong rồi lăn ra ngủ luôn. Nhiếp nhiên định ngủ một giấc thật đã đời, nhưng đến sau nửa đêm cô không tài nào ngủ tiếp được nữa. Bởi vì bụng cứ sôi lên liên tục cơn đói khiến cô đang ngủ cũng phải tỉnh lại. Nhiếp Nhiên bỗng nhớ lại bát thịt kho tàu kia, biết thế này thì cô phải ăn hết mới đúng. Lãng phí đồ ăn thật đáng xấu hổ. Nhiếp Nhiên sờ bụng rồi lan lộn vài vòng trên giường, sau khi xác định mình không thể nào tiếp tục ngủ được nữa, cuối cùng cô quyết định phải nhét đầy bụng trước đã. Dù sao cũng không ai quan tâm đến cô, không bằng ra sau núi tìm đồ ăn. Nhiếp Nhiên bật dậy, cô mặc áo khoác, lấy con dao quân dụng trong túi hành lý rồi đi ra ngoài. chương 910 chương 910 uất ức phía sau núi có người xâm nhập tám. Nửa đêm về sáng, từng trận gió lạnh rít lên sau núi, nhiếp nhiên kéo chặt quần áo tiếp tục đi vào trong núi. Trong bóng đêm tối đen như mực chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù qua cành cây. Khiến người ta tê dại ra đầu. Càng đi vào trong, bước chân nhiếp nhiên càng nhẹ, trong rừng đột nhiên phát ra tiếng sột soạt sột soạt không giống với lá cây, vô cùng có tiết tấu nhiếp nhiên dừng bước nơi này quả thực quá tối gần như giơ tay không nhìn rõ năm ngón cô nhắm hai mắt lại nghe tiếng động kia cẩn thận phân biệt nơi phát ra nó không phải động vật lớn tiếng bước chân vô cùng nhỏ hơn nữa tiết tấu ngắn gọn thống nhất chắc là con thỏ cô nhẹ nhàng rút con dao quân dụng bên hông ra phi thẳng về hướng đó phập nhiếp nhiên biết mình bắt được rồi cô bước nhanh qua đó xích lại gần nhìn quả nhiên là một con thỏ màu trắng Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng rút con dao ra, xách tay con thỏ lên tìm một chỗ bằng phẳng bí mật nhóm lửa. Ở kiếp trước khi dã ngoại sinh tồn, cô là người nhóm lửa lão luyện. Chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ đã le lói trên tay cô. Nhiếp Nhiên tìm thêm mấy cành cây ở bên cạnh cho vào, ánh lửa càng ngày càng mạnh. Dưới ánh lửa, cô nhanh chóng thuần thục xử lý con thỏ, sau đó dùng hai cành cây buộc con thỏ lại gác lên trên lửa. Nhiếp Nhiên ngồi trên một tảng đá, cần mẫn lật thỏ, để phòng bị cháy. Hơn 10 phút sau, mùi thịt bay vào mũi khiến cô không nhịn được nuốt nước miếng, động tác thêm cành cây càng lúc càng nhanh. Tiếng cành cây cháy tách tách không ngừng vang lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài thịt thỏ đã được nướng vàng óng thơm phức. Nhiếp Nhiên biết lúc này là thời điểm ăn ngon nhất, cô không do dự xé một cái đùi thỏ ra ăn ngấu nghiến. Đúng lúc cô đang ăn vui vẻ thì một tiếng vang nhỏ xíu vang lên từ cách đó không xa, khiến cô lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ bị người của đơn vị phát hiện rồi à? Không đâu, chỗ cô tìm rất bí mật. Theo lý mà nói sẽ không bị phát hiện mới đúng. Nhiếp nhiên nhanh chóng nấp ra phía sau một thân cây. Chỉ một lúc sau, lùm cây càng lúc càng đung đưa mạnh hơn, nhiếp nhiên nắm chặt con dao quân dụng định một phát trúng ngay. Xoạt xoạt, sau khi đợi khoảng 30 giây, cuối cùng một cái đầu đen gì cũng chui ra khỏi bụi cây hình như người kia bỏ vô cùng khó khăn, sau khi cố gắng gần nửa phút. Cả cái đầu mới coi như lộ ra hẳn trước mặt nhiếp nhiên. Trường 911 chương 911 uất ức phía sau núi có người xâm nhập chín. Cô theo bản năng định ném dao qua, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt đó, lập tức dừng hành động. Kha lỗ, nhiếp nhiên không xác định gọi một tiếng, người kia nghe thấy có người gọi mình thì cũng ngẩn ra sau đó thấy nhiếp nhiên đi ra từ phía sau cái cây anh ta ngây ngốc nhìn cô còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác dùng sức rụi mắt mấy cái sau đó kinh ngạc nhào tới kích động nói tại sao cô lại ở đây trời ơi đúng là ông trời phù hộ mà nhiếp nhiên nhìn dáng vẻ anh ta vội vàng nhét một cái đùi thỏ vào trong miệng anh ta được rồi có gì thì nói đừng có động tay động chân Khả lỗ bị mùi thịt dẫn tới đây đã mấy ngày anh ta chưa ăn gì rồi, lúc này trong miệng có cái đùi thỏ là ngoan ngoan ngồi gặm. Nhiếp nhiên thấy anh ta ăn ngấu nghiến, không nhịn được hỏi, anh đến đây làm gì? Nơi này cách hòn đảo của bọn họ rất xa, đám người bọn họ quanh năm sống ở trong đảo từ trước đến nay không vượt biển. Bình thường sẽ không xuất hiện ở đây mới đúng. Khả lỗ bị hỏi đến chuyện này giống như dừng hình, anh ta vội vàng nuốt miếng thịt thỏ trong miệng xuống, lúng búng nói, cầu xin cô hãy cứu đám người tộc trường. Cứu tộc trường nhiếp nhiên nhíu mày, bọn họ lại làm sao nữa? Kha lỗ vỗ ngực khó khăn nuốt chỗ thì thỏ còn rót lại xuống, nói, bọn họ bị cướp biển ở đây bắt đi rồi. Nhiếp nhiên nhướng mày, bị cướp biển ở đây bắt đi. Nơi này lại cũng có cướp biển, chẳng lẽ lần này bọn họ tới để đánh cướp biển à? Nhiếp nhiên tính toán trong lòng rồi lại hỏi, mọi người cách nơi này rất xa, sao cướp biển lại đến chỗ mọi người bắt người được? Nói tới chuyện này, vẻ mặt Kha Lỗ lập tức ảm đạm, anh ta ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhiếp nhiên, dù gì nói, không phải. Từ sau khi mọi người đi, chúng tôi được sắp xếp cho lên đất liền, nhưng sống ở đó chúng tôi không quen một chút nào, cho nên lập kế hoạch trở về. Mấy ngày trước chúng tôi lén tìm một chiếc thuyền. Mấy người chúng tôi định về đảo nhỏ trước thì bị đám cướp biển kia bắt ở trên biển. Nhiếp nhiên cười như không cười cắn thêm một miếng thịt anh chắc chắn anh tìm thuyền mà không phải là trộm thuyền chứ chỉ dựa vào mấy người bọn họ nếu sống ở trên đất liền không quen vậy chắc chắn sẽ không đi làm không có tiền tại sao có thể có thuyền kha lỗ bị vạch trần vẻ mặt hơi lúng túng ngượng ngùng cúi đầu xuống không nói gì cho dù mọi người lái thuyền trở về vậy thì đường biển này cũng không đúng tôi chúng tôi không biết lái thuyền người lái thuyền đã từng ở trên thuyền cướp biển hai ngày nhầm lẫn hết đường biển càng lái càng sai phương hướng chúng tôi muốn cầu cứu thì gặp phải một đám cấp biển, tôi nhảy xuống biển mới trốn thoát được. Tôi bơi mấy ngày mới bơi được đến đây, cầu xin cô cứu bọn họ, nếu không bọn họ sắp chết mất. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt kha lỗ lại kích động. Cứu người, nhìn cô giống người nhân từ thế à? Nhấp nhiên lại nhét miếng thịt vào trong miệng, sau đó chỉ căn cứ dưới chân núi, nói với anh ta, đi xuyên qua đây là có thể đến căn cứ. Sau đó anh hô to ba tiếng cứu mạng về phía đó, sẽ có vô số người xuất hiện tới giúp anh. Thật không? Ừ, đi đi, Nhiếp Nhiên vỗ vai anh ta, dục Kha Lỗ không dám chậm trễ, lập tức đứng lên chạy xuống núi. Nhiếp Nhiên ăn xong con thỏ rồi dập tắt hết lửa, đi vào trong phòng nhỏ của mình thì nghe thấy tiếng gào thét lớn vang đến từ dưới núi. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Một loạt tiếng vang đó làm lũ chim sau núi giật mình bay tán loạn nhiếp nhiên nghe thấy mà phì cười. Cô không ngủ được những người khác cũng đừng mơ được ngủ ngon. Trong căn cứ nghe được tiếng kêu gào thảm thiết kia, đèn và còi báo động ở ký túc xá lại bật hết lên, tất cả binh lính đều nhanh chóng lao xuống. Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Đọc chuyện tại web trên online. Có một đám binh lính nhao nhao chạy đến chỗ kêu cứu. An viễn đạo vừa mới cởi quần áo định nằm xuống thì bị tiếng kêu cứu bất ngờ này làm cho không thể không mặc đồ vào, nhanh chóng lao xuống tầng. Chuyện gì thế, chuyện gì thế hả? Mẹ kiếp, nửa đêm rồi ai còn hô cứu mạng? Ăn Viễn Đạo vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy đám binh lính kia chạy về một điểm y như tối hôm qua. Anh ta cũng đành phải đi theo. Trong sân huấn luyện tụ tập rất nhiều người, anh ta tốn công chen vào trong đám người, cẩn thận nhìn, không nhịn được kinh ngạc tại sao lại là anh. Anh không phải là sĩ quan huấn luyện đó sao? Kha Lỗ thấy được người quen thì vô cùng vui mừng, nữ binh đó không lừa anh ta thật. Anh ta nắm tay An Viễn Đạo kêu cứu, "Cứu mạng, người của chúng tôi bị cướp biển bắt đi rồi, các anh mau đi cứu bọn họ đi." An Viễn Đạo lập tức kéo anh ta đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. "Bây giờ anh lập tức theo tôi đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng." "Được, được." Kha Lỗ vội vàng gật đầu, "Đi theo anh ta." Chương 912 không sai, cô ấy mạnh hơn các người một an viễn đạo dẫn kha lỗ vào phòng làm việc của tiểu đoàn trường lúc này lý tông dũng vẫn còn đang ngồi nghiên cứu bản đồ thấy an viễn đạo vội vàng dẫn người vào ông khẽ cau mày lại chuyện gì thế này vừa rồi ông cũng nghe thấy phía ngoài có người kêu cứu báo cáo tiểu đoàn trưởng, dân đảo lần trước chúng ta cứu lần này lại bị cướp biển bắt đi rồi an viễn đạo chỉ kha lỗ bẩn thỉu bên cạnh anh ta vô tình bơi được đến đây kêu cứu cầu xin ông cứu chúng tôi với bọn họ bị cướp biển bắt ở trên biển kha lỗ nhìn thấy người quen sốt ruột cầu xin lý tông dũng nhìn kha lỗ trước mặt không phải mọi người đã quay về đất liền rồi sao đúng thế nhưng chúng tôi sống ở đó mấy đời thực sự không thích hợp với cuộc sống thành thị như mọi người nói rất khó chịu cái gì cũng cần tiền ngay cả đi vệ sinh cũng thu tiền kha lỗ nói đến mấy ngày sống trong thành phố giống như chút bầu tâm sự nói hết một hơi còn nữa Tôi nhổ đờm mà cảnh sát kia cũng muốn phạt tiền. Tôi rất khó hiểu, không nhổ ra thì phải làm thế nào, chẳng lẽ tôi nuốt lại à? Mấy ngày đó đám người bọn họ đi lang thang trên đường, họ đi tới đâu, tất cả mọi người cũng tránh xa giống như là đang tránh bệnh dịch. Ở trong mắt đám người thành phố này, bọn họ chính là một đám kỳ quái. Thậm chí còn có người mẹ nói với con mình rằng bọn họ là người điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần, sau này nếu như không ngoan thì tương lai cũng sẽ bị đưa vào đó. Anh ta tức giận muốn tiến lên lý luận thì người phụ nữ kia làm ầm lên báo cảnh sát, sau đó một đám người mặc quần áo đội mũ giống nhau cưỡng chế đưa bọn họ về một nơi giống như nhà tù. Còn dùng còng tay còng bọn họ lại. An Viễn đạo lúng túng ho khan mấy tiếng, nghiêm túc nói, "Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi." Khả Lỗ đang chìm trong hồi tưởng lúc này mới gật đầu tiếp tục nói, "A, chúng tôi định đi thuyền trở về." Ai ngờ nửa đường lại bị bắt. Lý Tông Dũng nghe ra điểm bất thường, đi thuyền nhưng không có thuyền bè nào đi đường biển về chỗ hòn đảo của mọi người cả. Kha lỗ đã bị vạch trần một lần nên không có gì để che giấu nữa. Anh ta cúi đầu lúng búng nói, thuyền là do chúng tôi trộm. An viễn đảo kinh ngạc trợn to hai mắt các các người trộm thuyền. Bạn đang đọc truyện tại web trên online. Com. Trường 913 không sai, cô ấy mạnh hơn các người hai. Khả lỗ thấy An Viễn Đạo chừng mình, vừa xấu hổ vừa hổ thẹn hô lên, anh nhìn tôi làm gì, tôi muốn về nhà có gì sai. Hơn nữa, bây giờ là lúc nói cái vấn đề này à. Bây giờ người của chúng tôi bị cướp biển bắt rồi, mọi người mau phái binh lính đi cứu đi. Lý Tông Dũng, mọi người bị bắt ở chỗ nào? Chuyện này thì tôi không biết, lúc ấy thuyền của chúng tôi bị lạc ngay cả Đông Tây Nam Bắc cũng không phân rõ. Vậy bị bắt bao lâu rồi? Lý Tông Dũng lại hỏi đã mấy ngày rồi, tôi bơi dưới biển khoảng hai ngày, sau đó tìm đến đây thì ngất đi một lần. đã mấy ngày rồi, chân mày an viễn đạo cau chặt lại, bất an nhìn về phía lý tông dũng. qua một ngày cũng đã rất nguy hiểm rồi, nếu mấy ngày thì xác suất còn sống rất thấp. cướp biển về cơ bản là cướp của rồi giết con tin, đám người bọn họ lại chẳng có của cái gì, có khả năng sẽ bị giết tại chỗ hiền. nhiên lý tông dũng cũng nghĩ đến điểm này, ông lập tức hỏi có bao nhiêu người? hơn hai mươi người hai mươi mấy người, số người này không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Nhiều người có lẽ cướp biển còn kiêng rẻ, nhưng chỉ có hai mươi người. Nói thật không thể nắm chắc được là còn sống hay không. Cứ hỏi xong một vấn đề, vẻ mặt Lý Tông Dũng lại căng thẳng, thẳng thêm một phần, thuyền cướp biển có ký hiệu gì không? Kha lỗ suy đi nghĩ lại, lắc đầu, không có ký hiệu gì cả. Có điều chiếc thuyền đó rất mới, khi đó chúng tôi còn tưởng là thuyền buôn nên mới cầu cứu. Thuyền rất mới. Lý Tông Dũng nghĩ đến cái gì đó rồi nói với Kha Lỗ, "Được cậu đừng cuống, chuyện lần này chúng tôi sẽ giải quyết cho cậu, cậu yên tâm." Kha Lỗ nghe thấy Lý Tông Dũng bảo đảm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục nói, "Được được. Thật sự cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người." Lý Tông Dũng dặn dò, "Bố trí cho cậu ta một căn phòng đi." "Rõ." An Viễn đạo đáp, sau đó dẫn Kha Lỗ đến phòng ký túc xá độc lập của Nhất Nhiên trước kia, hiện tại đang để trống thật ra kha lỗ không quan tâm mình ở đâu bây giờ điều anh ta bận tâm nhất là an nguy của tộc trưởng và đám dân đảo kia anh ta bất an nắm cánh tay an viễn đạo hỏi lúc nào các anh đi bắt cướp biển nhớ dẫn tôi theo tôi biết mặt bọn chúng biết mặt bọn chúng có tác dụng gì đây đâu phải là cảnh sát bất an trộm cần nhận diện an viễn đạo lẩm bẩm một câu trong lòng anh ta gật đầu khuyên giải an ủi tôi biết rồi anh yên tâm đi lần trước chúng tôi có thể cứu mọi người lần này cũng có thể cứu anh nghỉ ngơi đi